làm trực tuyến tối ngày mùng 4 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Ngày hôm nay chúng tôi xin được giảng tiếp vào sau bài giảng của ngày hôm qua. Hôm qua chúng ta đã học hết trang số 10. Hôm nay chúng ta sang học sang trang số 11. Các quý vị xem kinh văn trang số 11. Kinh văn số 11 chúng ta thấy có bài tán liên trì. Bài tán liên trì, vì sao gọi là tán liên trì? Liên là chỉ cho gì? Là hoa. Trì là chỉ cho ao. Tán liên trì tức là tán thán khen ngợi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ở nơi đó có gì? Có ao liên trì, hay còn gọi là cửu phẩm liên hoa đó. Ở trong bài tán này chúng ta thấy trong văn đấy nhỉ, ao sen đầy khắp Mi Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa sen đài, tiếp dẫn lên đài vàng, đại thệ rộng mở nguyện khắp lìa trần ai. Qua bài tán này thì chúng ta thấy câu thứ nhất nói rằng ao sen đầy khắp Mi Đà Như Lai, tức là ở trong này, trong ao ao sen ở Tây Phương Cực Lạc á, trong kinh nói rằng được chia thành là chín phẩm, chín phẩm trong ao sen Tây Phương Cực Lạc được chia thành chín phẩm, đó là hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm thượng sinh, trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh, thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Đó là chín phẩm mà chúng ta hay phát nguyện là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, có nghĩa là chín phẩm hoa sen là cha mẹ đó. Đó. Thì trong kinh nói rằng ở trong chín phẩm hoa sen ở ao liên trì ấy có vô lượng các vị đại Bồ Tát từ hoa sen mà sinh ra, có vô lượng bậc thượng thiện nhân từ hoa sen mà sinh ra. Thì mỗi một hoa sen là một vị Bồ Tát hoặc là một vị thượng thiện nhân. Rồi trong kinh cũng nói trong mỗi một bông sen ấy phóng ra vô lượng quang minh, trên mỗi một quang minh ấy lại có một đức hóa Phật A Di Đà, mỗi đức hóa Phật ấy lại phóng ra vô lượng quang minh, và trên mỗi quang minh ấy lại có các đức Phật A Di Đà. Để làm gì? Để làm phương tiện nhiếp hóa phổ độ quần sinh vậy. Vì lòng đại từ đại bi thương xót chúng sinh như con đỏ của đức Tử Phụ A Di Đà Phật, cho nên chúng ta thấy cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà đức Phật A Di Đà phát nguyện trải qua hàng mấy A Tăng kỳ kiếp, mấy đại kiếp để thành tựu cái quốc độ ấy, thật là trang nghiêm thanh tịnh, khiến cho chúng sinh được sinh về đó đều trở thành bậc thượng thiện nhân, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, không như thế giới xa bà của chúng ta này. Cho nên ở đây mới nói bài tán nó là ao sen đầy khắp Di Đà Như Lai là như thế, nơi đâu cũng có gì, có hóa thân của đức Phật A Di Đà. Phẩm nào cũng có gì, có hóa thân của các đức Phật A Di Đà. Các bậc thiện nhân sinh về bậc hạ thì tùy theo duyên theo phúc báo của mình mà nhìn thấy thân tướng trang nghiêm của đức Phật A Di Đà. Các bậc thượng thiện nhân được sinh về thượng phẩm thượng sinh thì lại thấy cái thân tướng quang minh sáng ngời chói lọi đẹp đẽ vô lượng tướng hảo của đức Phật A Di Đà. Chúng ta thấy vì sao đức Phật lại A Di Đà lại hóa ra vô lượng vô biên thân hình ở khắp cõi nước của ngài như thế, vì chính là vì muốn độ chúng sinh vậy. Chúng ta thấy ở cõi Sa Bà của chúng ta này, cách đây trên 2.500 năm về trước, muốn giáo hóa độ sinh, đức Phật Thích Ca Mâu Ni
một vị Phật đã thành Phật từ rất lâu, theo theo kinh Pháp Hoa đã nói là thành Phật từ đã rất lâu rồi, nhưng vì muốn cứu độ chúng sinh ở cõi Nam Thiện Bộ Châu trong giai đoạn nhân duyên đặc biệt ấy, cho nên ngài có thị hiện từ cung trời đâu xuất giáng thần, xuất gia khổ hạnh thành đạo truyền pháp luân và nhập niết bàn. Và khi ngài nhập niết bàn đi, chúng sinh ở nhân gian này khát ngưỡng công đức của ngài, muốn nương vào cái biểu pháp ấy, để tu tập, để lễ bái, để phát khởi tín tâm vân vân đó, thì chúng ta phải dùng gì nhỉ? Dùng tượng, dùng vàng bạc, đồng thiếc, đất, cây, gỗ vân vân đó, để tạo thành gì? Những hình tượng của chư Phật và Bồ Tát, để lễ kính các ngài, để quy mệnh các ngài. Chúng ta thấy là tượng Phật tuy không biết nói, nhưng các cụ chúng ta ngày xưa nói này, để thì là hoàn đất, cất thì lên ông Bụt. Để là hoàn đất, cất lên ông Bụt, hay là cất thì lên này, nên ông Phật. Cho nên bình thường là một hoàn đất thì chúng ta có thể dẫm đạp, giày xéo, vứt bỏ, thậm chí là, xin lỗi các quý vị, chúng ta đi đại tiểu tiện lên cũng không sao. Những cái hoàn đất đó đã được nhào nặn gì? Thành hình tượng của Phật, của Bồ Tát, của Hiền Thánh, thì chúng ta không thể coi thường được nữa. Chúng ta không thể dẫm đạp lên, không thể phá phách một cách bừa bãi, hay là không thể, xin lỗi các quý vị, là không thể gì, đi đại tiểu tiện lên. Nếu chúng ta làm những cái điều xấu ác đó thì tội lỗi không biết bao nhiêu đời kiếp cho gột rửa sạch hết được. Cho nên là chúng ta thấy từ xưa đến nay, từ thời phong kiến cho đến thời hiện đại này, bất cứ một quốc gia nào, một ông vua nào, hoặc một đấng gì, một đấng lãnh đạo quốc gia nào mà khởi cái ác tâm đốt chùa, phá hủy tượng Phật, kinh sách Phật vân vân, thậm chí là gì? Là hủy nhục và bán phá tam bảo vân vân đó, thì những vị đó không sớm thì muộn đều gặp những cái quả báo, những cái kết cục thật đau khổ vậy. Ở Việt Nam chúng ta cũng có một thời gian như vậy, bằng chứng cho đến bây giờ nó vẫn còn gì? Còn tồn tại. Một số những người thời đó do về cái nhận thức chưa đầy đủ về Phật giáo, cho nên chúng ta thấy cũng có gì? Một cái cuộc gọi là cách mạng văn hóa, học theo Trung Quốc gọi là cách mạng văn hóa. Những cái dư âm đó và những cái quả báo đó, bây giờ chỉ có những người đó họ mới thấy là khiếp sợ. Chỉ những người ngày xưa làm những việc đó bây giờ họ mới thấy khiếp sợ. Nếu còn sống họ thực sự ai ai cũng thấy khiếp sợ vì những quả báo hiện tiền ngay cuộc đời này. Ngay cuộc đời này, chưa nói là cuộc đời sau đâu. Chúng tôi chưa nói đến nhân quả đời sau, mà nói nhân quả ngay cuộc đời này, thọ báo ngay cuộc đời này, gia đình, con cháu, thậm chí nhiều người là tan nát, bệnh tật, ốm đau, chết chóc, khổ đau cùng cực. Cho nên ở đây chúng ta thấy là ở thế giới của chúng ta này thì kém phúc hơn. Kém phúc hơn, cho nên chúng ta muốn nhìn thấy Phật ở thời này thì chúng ta phải gì ạ? Phải nặn từ hoàn đất, phải tạc từ cây gỗ, hoặc là từ gì? Đồng thiếc, đá, vân vân, để thành gì? Thành hình tượng của chư Phật để lễ kính. Nhưng còn Tây Phương Cực Lạc á, thì không cần phải làm điều đó. Do bi nguyện của Đức Phật A-di-đà, ngài thể hiện ra gì? Vô lượng quang minh. Vô lượng quang minh đó, mỗi một quang minh là gì? Là có một đức hóa Phật. Trên một đức hóa Phật đó lại phóng vô lượng quang minh, và vô lượng quang minh đó lại có các đức hóa Phật A-di-đà trong đó. Để làm gì? Để cho các bậc thiện nhân được sinh về thế giới đó luôn luôn được nhìn thấy Phật, luôn luôn được nghe Phật thuyết pháp, và luôn luôn được thân cận thiện tri thức vậy. Ngày nay chúng ta
tu tập, nếu mà cứ gần gũi, luôn luôn gần gũi bậc thiện tri thức sách tấn chúng ta, động viên dạy bảo chúng ta, chắc chắn cái sự tiến tu đạo nghiệp chúng ta thì rất nhanh mà rất sâu, không bao giờ bị thoái chuyển. Nhưng chúng ta không gặp được bậc thiện tri thức, không được nghe, không được gặp bậc thiện tri thức giảng dạy cho chúng ta, thì chúng ta dễ bị lầm đường lạc lối lắm. Cho dù có tinh tấn một chút, nhưng gì, lầm đường lạc lối cũng đi vào gì? Vào đường tà mà thôi. Cho nên thế giới Sa Bà chúng ta, đặc biệt ở trong giai đoạn này, tu khó là như vậy, rất khó các quý vị, không phải đơn giản đâu. Vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài biết được điều đó, Ngài khuyên chúng ta gì? Sớm cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đặc biệt là thời mạt pháp này. Cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới là một biện pháp gì? Một biện pháp là an toàn nhất, nhanh chóng nhất, dễ thành tựu nhất. Đó. Cho nên ở đây đặc biệt là gì? Đưa cái bài tán Liên Trì nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để cho chúng ta nghe thấy, chúng ta hoan hỷ, chúng ta phát khởi tín tâm và chúng ta phát nguyện gì? Nguyện tu hành mong một kiếp gần nhất chúng ta được vãng sinh về đó. Trong ao không chỉ có gì? Có Đức A Di Đà đầy khắp đâu, mà còn có gì? Còn có Quán Âm Thế Chí tọa sen đài. Tọa tức là ngồi. Các ngài cồi kết giả phu tọa ở trên gì? Trên đài hoa sen. Thường thì qua lại để sách tấn chúng ta, để thuyết pháp cho chúng ta nghe. Vì Quán Âm và Thế Chí là hai vị đại Bồ Tát thường trực ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các ngài là hai vị đại Bồ Tát thường thị giả hậu cận Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì thường chúng ta thấy ở bên tay gì? Tay trái của Đức Phật A Di Đà. Đức Đại Thế Chí thì ở bên tay, thường thị giả bên tay, tay phải của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ở đây đặc biệt nói lên gì? Quán Âm Thế Chí tọa sen đài. Đây là gì? Là lấy cái hai vị Bồ Tát, hai vị đại Bồ Tát tiêu biểu để nói thôi. Còn thực tế ở Tây Phương Cực Lạc có vô lượng các vị đại Bồ Tát như thế, như Văn Thù cũng có, Hóa Thân ở đó, Phổ Hiền cũng có, Địa Tạng cũng có, Dược Vương có, Dược Thượng có, vân vân. Các ngài đều có thể dùng Hóa Thân ở đó để mà sách tấn chúng ta, động viên dạy bảo chúng ta, thậm chí các ngài làm bạn hiền với chúng ta. Đó, cho nên ở đây mới nói này, lấy hai vị đại Bồ Tát tiêu biểu Tây Phương Cực Lạc, chúng ta phải hiểu rằng có vô lượng các vị đại Bồ Tát cũng như cũng ngự trên tòa hoa sen quang minh bảy báu công đức vô lượng để dẫn dắt chúng ta không bị thoái chuyển trên bước đường tu đạo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên ở thế giới đó mới nói là chúng sinh được vãng sinh về đó không bao giờ bị thoái chuyển nữa, thẳng tiến tu cho tới thành Phật mà thôi. Câu tiếp theo là tiếp dẫn lên đài vàng. Tiếp dẫn ai? Tức là tiếp dẫn thần thức của những người gì? Những người niệm Phật, những người phát nguyện vãng sinh về cõi Phật A-di-đà. Sau khi xả bỏ báo thân thì cái thần thức, nhà Phật của chúng ta gọi là trung ấm thân đó, hay còn gọi là thần thức đó. Ở ngoài đời, người đời thế gian chúng ta gọi là linh hồn đó. Cái linh hồn đó, cái thần thức đó vừa ra khỏi tấm thân thì A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí ở trên không trung phóng đại quang minh tiếp dẫn chúng ta về đi, về chín phẩm hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Gá thần thức của chúng ta vào trong gì? Trong bông hoa sen. Và ở trong đó một thời gian, tùy theo cái công đức năng lực tu tập của chúng ta mà hoa gì? Nở sớm hay muộn. Đó, nở sớm hay muộn. Rồi câu tiếp theo là đại thệ rộng sâu, đại thệ rộng mở. Đại thệ rộng mở ở đây là chỉ cho gì? Cái là đại thệ nguyện của Đức gì? Đức Từ Phụ A Di Đà và Đức Quán Âm Thế Chí là gì? Là rất rộng lớn và luôn luôn mở cửa để tiếp dẫn chúng sinh, không chỉ thế giới Sa Bà mà khắp trong mười phương thế giới tín Phật, niệm Phật, cầu sinh Tây Phương. Các ngài đều
đều mở cánh cửa từ bi để tiếp đón những chúng sinh ấy về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, làm cư dân ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới vậy. Câu cuối cùng này, trong bài kệ này, nguyện khắp lìa trần ai. Câu trên thì nói về đại thệ rộng lớn của Đức Từ Phụ A Di Đà và Quán Âm Thế Chí. Câu dưới thì nói là gì? Hạnh nguyện của các ngài gì? Rộng khắp, khiến cho chúng sinh gì? Độ cho chúng sinh lìa sạch trần ai. Trần ai? Trần, chữ trần ở đây có nghĩa là bụi, là hạt bụi, là bụi trần. Ai có nghĩa là ai oán, là khổ sở, là ảo não, là đau thương. Trần ai ở đây chỉ cho gì? Cái sự khổ ải ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta gì? Nhiều như bụi trần vậy. Rất rất nhiều vậy. Cho nên không thể tính đếm hết những cái điều khổ đau ở thế giới của chúng ta này. Nhưng người tu tập theo pháp môn này, pháp môn Quan Âm Tam Thầy niệm này, cũng như là tín Phật, niệm Phật A Di Đà cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, khi xả bỏ báo thân, được A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí tiếp rước về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thì không bị một mảy may nỗi khổ ở thế giới Sa Bà chúng ta đeo bám đuổi theo về thế giới Tây Phương Cực Lạc nữa. Chúng ta rũ bỏ sạch lại tất cả sau lưng để thẳng về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Về đó thần thức gá được gá trong thai sen, hoa nở thấy Phật, tai nghe chính pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền ngộ pháp vô sinh, chứng được quả vị vô sinh pháp nhẫn, lên hàng thất địa Bồ Tát, dự vào hàng bất thoái chuyển thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, gọi chung là gì? Là bậc thượng thiện nhân vậy. Đó, đây là gì? Chốt lại cái bài tán liên trì. Rồi sau bài tán liên trì, chúng ta thấy đây là bài trên là nói về bài tán liên trì, là nói về hạnh nguyện của A Di Đà Phật và Quán Âm Thế Chí, đặc biệt là Đức Từ Phụ A Di Đà, sau đó là Quán Âm và Thế Chí cùng vô lượng thánh chúng Bồ Tát, nhưng đây chỉ nói tiêu biểu thôi. Rồi bài dưới là bài gì? Hồi hướng. Hồi hướng ở đây là gì? Là chỉ cho những thiện nam tín nữ, những tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta tu tập pháp hội này, chúng ta phát nguyện là gì? Nguyện được sinh trong cõi Tây Phương. Chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật, ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vì bạn lữ. Câu đấy là câu chữ Hán, còn đây là bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Đó. Chín phẩm hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc lúc nãy tôi nói rồi. Nguyện được sinh trong cõi Tây Phương, câu này là câu gì? Đại chúng ta phải phát nguyện. Trong Trung Phong Tam Thể nói là gì? Ngài Trung Phong Quốc Sư nói là tín mà không nguyện thì giống như chiếc đỉnh thiếu gì? Thiếu một chân. Nguyện mà không hạnh thì vẫn chưa đầy đủ, cũng giống như chiếc đỉnh gì? Thiếu thêm một chân nữa. Đó. Có tín, phải có nguyện, phải có gì? Có hạnh. Thì ở đây nguyện sẽ được sinh về cõi Tây Phương đây chính là gì? Là nguyện vậy. Khi được sinh về đó thì chín phẩm hoa sen là cha mẹ, như lúc nãy tôi nói rồi. Hoa nở thấy Phật, liền ngộ vô sinh, tôi cũng nói lúc nãy rồi. Bất thoái Bồ Tát, tất cả các vị Bồ Tát ở thế giới đó đều gì? Đều là bạn hiền của chúng ta vậy. Không có cái sự cách biệt như ở thế giới chúng ta thì chúng ta là phàm phu. Còn chư Phật Bồ Tát, hiền thánh tăng là bậc gì? Là thánh. Còn chúng ta là phàm phu. Các ngài là Phật, là Bồ Tát, là thánh, thánh hiền. Còn chúng ta là phàm phu. Còn về thế giới đó, chúng ta với các vị Bồ Tát bất thoái chuyển là bạn. Vì sao? Vì chúng ta cũng chứng được gì? Quả vị bất thoái chuyển rồi mà. Cho nên chúng ta cùng với các ngài là gì? Là bạn vậy. Rồi tiếp theo là bài khai thị số 2. Bài khai thị số 2 này, chúng ta thấy cái bài khai thị này là do gì? Chúng tôi soạn ra nương vào công đức quang minh của Phật, cầu nguyện Tam Bảo Phật Tổ, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài gia trì khai sáng cho để soạn ra. Bài khai thị này là dùng để gì? Câu bài kệ thứ 4 dòng, mỗi dòng 4 chữ. Ở trong đầu bài khai thị này, Quán Âm thị hiện.
bi trí rộng sâu, biến khắp mười phương, âm dương chẳng cách. Đó. Ở đây là lời tán thán của gì? Của chúng ta. Chúng ta tán thán gì? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là gì? Là Quán Âm thị hiện. Tức là Ngài Quán Âm á, Bồ Tát á, Ngài thị hiện ra ở thế giới Tây Phương Cực Lạc hay là thế giới Sa Bà chúng ta, bất cứ thế giới nào đó, đấy đều là gì? Do bi và trí, do tâm bi và tâm trí vậy. Tâm bi đây là gì? Bi hôm qua chúng tôi nói là năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ, gọi là bi. Thì hay diệt trừ, hay tiêu trừ tất cả những gì, những nỗi khổ cho chúng sinh, đó gọi là gì? Gọi là bi. Trí, Ngài dùng gì? Dùng trí tuệ, dùng vô lượng trí tuệ của mình, cả bi và trí rộng sâu vô lượng vô biên của mình để phổ độ chúng sinh vậy. Ngài thì hiện ở bất cứ ở trong gì? Hình dạng nào, như trong phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong tam thể niệm này, chúng tới đây thì chúng ta đọc, chúng ta thấy đến cái đoạn mà gì? Người cần dùng thân gì thì Ngài dùng thân đó để độ cho chúng sinh được giải thoát. Đó, đấy gọi là gì? Quán Âm thị hiện. Dù thị hiện bất cứ thân thể, thân hình nào, ở trong gì? Quốc độ nào, trong thế giới nào, trong chủng loại nào, tức là trong cái loài nào đó, thì Ngài đều có thể gì? Thị hiện ở trong loài đó để phổ độ chúng sinh ở trong loài đó, giấu như con sâu, con trùng, con kiến ở trong loài súc sinh nhỏ bé như vậy, Ngài gì? Ngài cũng thị hiện vào để độ chúng sinh. Nếu chúng sinh ở thế giới đó Ngài thấy cần được hóa độ thì Ngài đều thị hiện vào để hóa độ. Cho nên mới nói là bi trí rộng sâu là như thế, biến khắp mười phương, âm dương chẳng cách. Ngài không chỉ giáo hóa ở trong một quốc độ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, không chỉ hai quốc độ là Tây Phương Cực Lạc và Sa Bà thế giới của chúng ta, mà Ngài gì? Ngài dùng vô lượng thân hình biến khắp gì? Khắp mười phương, âm dương chẳng có sự cách biệt vậy. Âm dương chẳng cách, tức là âm dương chẳng có sự cách biệt vậy. Âm theo như cái sự hiểu nôm na của chúng ta gì? Âm ở đây là chỉ cho gì? Những chúng sinh đã gì? Đã mất. Chúng ta gọi là đã gì? Đã chết. Mà đã chết thì đi vào trong con đường gì? Con đường ngạ quỷ, con đường địa ngục, à, con đường gì? Quỷ thần, ma đói, vân vân. Ở trong cõi gì? Cõi u linh, địa ngục, ngạ quỷ, ma đói đó thì chúng ta gọi là gì? Gọi nôm na, gọi chung là cõi gì? Cõi âm. Còn cõi dương, cõi dương là chỉ cho cõi gì gì? Cõi dương thế của chúng ta này, à, cõi dương thế của chúng ta này. Nếu nói gì, tột đỉnh của cõi dương đó chính là gì? Chư thiên ở các cõi, cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới vậy. Đó cũng gọi là cõi dương, à, nhưng ở gì? Mức độ cao hơn, sâu hơn. Còn nếu thì hiểu từ âm dương ở đây, tức là cõi người và cõi gì? Cõi ma quỷ địa ngục súc sinh vân vân, ngạ quỷ, à, xin lỗi, à, ma quỷ địa ngục, à, ngạ quỷ vân vân đó. Đó cho nên đó chúng ta thường hay nói là đây là gì? Cõi âm, à, cõi dương là chỉ cho cõi dương thế chúng ta này. Tất cả khi mà Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài thị hiện thì không có sự gì? Cách biệt vậy. Không có sự cách biệt, âm dương không có sự cách biệt, Ngài đều có thể hóa độ được hết. Cho nên đấy là cái ý nghĩa tổng quát về gì? Về cái bài kệ 4 câu 16 chữ ở bài đầu bài khai thị số 2 này. Tiếp theo chúng ta thấy gì? Nay nhờ trai chủ 3 chấm. Trai chủ ở đây tức là gì? Chỉ cho những người đến tham dự pháp hội đó. Các vị để ý thấy gì? Chúng tôi đến đoạn đó chúng tôi hay đọc gì? Nay nhờ trai chủ thất chúng đệ tử. Đầu tiên là thất chúng đệ tử. Thất chúng đệ tử này là tỷ khiêu, tức là chỉ cho vị nam giới xuất gia thọ đại giới. Mình gọi nôm na miền Bắc, mình gọi nôm na là sư ông. Trong miền Nam và trong giáo hội gọi đúng là gì? Gọi là đại đức đó. Tỷ khiêu ni, miền Bắc chúng ta hay gọi là sư thầy, hay là còn gọi là sư già đó, à, hay gọi là sư già. Đấy, trong Phật giáo miền Bắc
các sư thầy, các sư ni đó, các sư cô đó, hay gọi là sư già, hay gọi là sư già. Đấy, đấy là những cái danh từ. Ví dụ ở trong Huế đó, người cao nhất không gọi là hòa thượng đâu mà gọi là gì? Gọi là ông. Gọi là ông. Tức là ở miền Bắc mình gọi là gì? Gọi là ông đó, gọi là sư ông. À. Nhưng mà miền Bắc khi mà gọi là sư ông đó, gọi là ông đó, hay gọi là sư ông đó, tức là gì? Là còn nhỏ. Có nghĩa là mới thọ đại giới xong thì gọi là sư ông, còn rất nhỏ ở trong hàng tỷ khiêu. Nhưng còn khi ở trong Huế, khi gọi là ông á, có nghĩa là gì? Là rất to. Có nghĩa, ở trong giáo hội còn là cái vị này phải gọi là vị đại lão hòa thượng. Hòa thượng rồi là to rồi, là cao rồi, nhưng mà gọi là đại lão hòa thượng, tức là tuổi đời và tuổi đạo đều là bậc cao niên, làm trưởng đạo hạnh gì cao vời, cho nên gọi là gì? Gọi là ông. Mình gọi là đại lão hòa thượng. Chúng ta thấy cũng chức danh hòa thượng, nhưng mà vị mới thọ giới hòa thượng á, thì chỉ gọi là gì? Là hòa thượng không thôi. Chứ khi mà gọi là đại lão hòa thượng, ví dụ như miền Bắc chúng ta là như Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ giáo Phật giáo Việt Nam bây giờ mới được gọi là gì? Gọi là đại lão hòa thượng. Hay là Đức Đệ Nhất Phó Pháp Chủ, Đức Đệ Nhất Phó Pháp Chủ, đại lão hòa thượng Thượng Thanh Hạ Sam, hay là đại lão hòa thượng Thượng Linh Hạ Đàm đó. Đó, thì cái các ngài đó mới được gọi là đại lão hòa thượng. Còn các vị hòa thượng như là hòa thượng Thượng Thanh Hạ Nhiễu đó, chỉ gọi là hòa thượng thôi, phó chủ tịch thường trực giáo Phật giáo Việt Nam, phụ trách các tỉnh phía Bắc. Là hòa thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm, phó chủ tịch kiêm trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội, trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội đó. Đó chỉ là gọi là hòa thượng thôi, không được gọi là đại lão hòa thượng. Chưa được gọi là đại lão hòa thượng. Nói đúng hơn là chưa được gọi là đại lão hòa thượng. Đó, có sự phân biệt. Cứ hòa thượng, không hòa thượng nào cũng giống nhau. À, khi mà gọi các vị cao niên lạp trưởng đạo cao đức trọng thì thêm là đại lão hòa thượng. À, cho nên ở đây chúng tôi mới nói thêm một chút cho các Phật tử chúng ta biết được những danh từ, danh xưng ở trong nhà Phật, ở trong hiến chương giáo hội nói chung, và ở trong gì cái danh từ gọi của ba miền nói riêng là như thế. Miền Bắc chúng ta khi mà gọi là sư ông á, có nghĩa là mới thọ giới tỷ khiêu lên. Nhưng khi một thời gian sau á, 5 năm, 10 năm thì gọi là đại đức. Đúng với hiến chương giáo hội thì thọ giới xong, tỷ khiêu lên xong một cái là gọi là đại đức luôn rồi. Nhưng mà ở miền Bắc chúng ta thì thường mà những vị mà từ khoảng độ tầm 10 hạ trở lên đến 24 hạ thì thường là gọi là gì? Gọi là đại đức. Còn đến năm thứ 25, tức là 25 tuổi đạo đó, được tấn phong thượng tọa, khi đó mới gọi là thượng tọa. À. Còn những vị mới thọ giới tỷ khiêu thì gọi là sư ông, hay gọi là gọi tắt là gì ông, vân vân. À, còn bên ni thì gọi là sư già. À, khá khá thì cũng khoảng mười mấy tuổi đạo thì mới gọi là sư cô, hay là chúng ta hay gọi là thầy. Miền Bắc hay gọi chung một cái từ là thầy. À, thầy, quý thầy, vân vân. Ở nay nhờ trai chủ thất chúng đệ tử tỷ khiêu ni thức xoa mana, là chỉ cho những vị nữ xuất gia thọ 10 giới sa di rồi, còn thêm gì? Còn thêm các học pháp mà Đức Phật chế định cho gì? Cho các vị nữ học trong vòng 2-3 năm, sau đó mới thọ gì? Mới được thọ đại giới, nên là tỷ khiêu ni thức xoa mana. Sa di là chỉ cho Việt Nam giới thọ 10 giới, vị nam giới xuất gia thọ 10 giới và Sa-di. Sa-di-ni cũng là chỉ cho những vị nữ giới xuất gia thọ 10 giới và Sa-di-ni. Đấy gọi là năm chúng xuất gia. Còn hai chúng nữa là chúng tại gia, đó là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Đó. Các vị thấy là tôi thì đến đoạn này tôi thường hay đọc là thất chúng đệ tử tỷ khiêu ni, thức xoa mana, Sa-di, Sa-di-ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và gì? Và hợp đồng chư gia, chư nhân, chúng đẳng. Vì sao lại có chữ là gì? Hợp đồng chư gia, chư nhân, chúng đẳng. Vì trong pháp hội ấy, trong pháp các pháp hội ấy có rất nhiều người chưa phải là gì? Là Phật tử, chưa phải là người quy Tam Bảo, cho nên không thể gọi là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Người đó mới chỉ gọi là gì? Thiện nam tín nữ. Đi chùa mà chưa quy Tam Bảo, chưa được gọi là đệ tử Phật, mới chỉ được gọi là thiện nam và tín nữ mà thôi. Tức là hướng cái tâm thiện đến cửa Phật một chút, cửa từ bi một chút, và biết lễ Phật, biết cung kính, biết cúng dường, biết lạy Phật, vân vân đó, thì đó. Nhưng chưa quy Tam Bảo thì mới chỉ gọi là thiện nam và tín nữ.
hợp đồng chư gia, chư nhân chúng đẳng, tức là có rất trong đó có rất nhiều những gia đình đứng tên cho cả gia đình để làm sớ cầu gì, cầu an, có thể đại diện một hai người đến, hoặc là có thể có gia đình cả nhà đến để làm lễ gì, cầu cho âm siêu dương khánh. Cho nên ở đây mới gọi là chư gia chư nhân chúng đẳng, tức là chúng đẳng tức là tất cả đại chúng tham dự pháp hội, nhân đến trên từ chư gì, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Bát Bộ, Pháp Thiện Thần, giữa là con người và dưới là chúng thần linh, rồi quỷ thần, rồi chúng ma quỷ, tinh mị vọng lượng, nhưng có duyên là Phật Pháp đến tham dự pháp hội đó. Cho nên gọi là chư gia chư nhân chúng đẳng. Cái hai từ chúng đẳng đó có nghĩa là có rất rất nhiều người, nhiều loại trời rồng, quỷ thần, dạ xoa, la sát, vân vân ở trong đó, họ cũng về tham dự pháp hội với chúng ta. Chúng ta do gì? Phàm phu, nghiệp chướng, cho nên gì? Mắt tuệ chưa được khai thông, thiên nhãn chưa có, cho nên không nhìn thấy các ngài mà thôi. Chứ còn người nào mắt tuệ khai thông, thiên nhãn có rồi, thế nhìn thấy gì? Vô lượng chúng Thiên Long, Bát Bộ, Pháp Thiện Thần và chúng quỷ thần về tham dự pháp hội này cùng với chúng ta đấy, không phải đơn giản đâu. Đó, thì không có sự gia trì của các ngài á thì pháp hội không thể thành công được. Chúng ta thấy đạo tràng chúng ta trong những năm gần đây tổ chức cái gì cũng rất đông người đến tham dự. Vì sao? Vì có sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, có sự giúp đỡ của hộ pháp Thiện Thần, Thiên Long, Bát Bộ, và có sự cộng hưởng rất rất nhiều người ở thế giới tâm linh, ở cõi âm, họ cũng gì cũng gia trì và cùng về tu tập với đạo tràng chúng ta. Cho nên chúng ta tổ chức cái gì nó cũng gì cũng rất là dễ dàng và thành tựu rất lớn ở trong cái mọi công việc hoằng pháp cũng như tổ chức pháp hội đó. Đó, cho nên ở đây có từ cung kính vì ai, thì chúng ta thấy là thường thường lúc đó tôi hay đọc là gì, vì chúng sinh trong cửu pháp giới, tức là trong chín cõi trên, từ Bồ Tát, dưới Bồ Tát là Bích Chi, dưới Bích Chi Phật là A La Hán, đấy là ba cõi của bậc thánh, dưới A La Hán là chư thiên, dưới chư thiên là cõi gì, cõi A Tu La, dưới A Tu La là cõi gì, cõi người, dưới cõi người là cõi gì, cõi súc sinh, dưới súc sinh là ngạ quỷ, dưới ngạ quỷ là địa ngục, tuần tự từ trên xuống dưới, đó gọi là chín cõi, cửu pháp giới, tức là gì, chín pháp giới, chúng sinh, chúng ta vì chín pháp giới chúng sinh để mà hồi hướng, để mà kiến lập đàn tràng này, trong đó có cả lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, giống đến người thân chúng ta đã qua vãng hoặc hiện tại đang còn sống, chúng ta đều vì họ mà thiết lập đàn tràng phổ môn hạnh nguyện. Vì sao lại gọi là thiết lập đàn tràng phổ môn hạnh nguyện? Vì á, cái đàn tràng này á, gọi là đàn tràng, gọi có tên là gì? Phổ môn hạnh nguyện. Một cái tên nữa gọi là phổ môn hạnh nguyện. Tên chúng ta thường gọi là gì? Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Nhưng ở đây có thêm một cái đàn tràng gọi là phổ môn hạnh nguyện. Vì sao gọi phổ môn hạnh nguyện? Vì cái kinh chúng ta dựa vào để tu trong pháp hội này chính là gì? Là phẩm phổ môn ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà phẩm phổ môn ở đây là nói về Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho đại chúng biết ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là có một vị Đại Bồ Tát có cái hành nguyện rất là rộng lớn, gọi là phổ môn. Chữ phổ có nghĩa là rộng khắp, môn có nghĩa là gì? Là cửa. Tức là Quán Thế Âm Bồ Tát dùng vô lượng hạnh nguyện, dùng vô lượng ấy, cửa phương tiện để phổ độ chúng sinh rộng khắp trong mười phương thế giới. Cho nên ở đây gọi là phổ môn hạnh nguyện. Ở đây phổ môn ở đây cũng tương đồng với phẩm phổ môn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thứ 25 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên ở đây mới nói kiến lập đàn tràng phổ môn hạnh nguyện, chuyên vì hồi hướng nguyện cầu. Cầu cái gì thì chúng ta sẽ đọc vào đấy. À, đến đoạn nào chúng tôi đọc đến đoạn đấy, có thể chúng ta gì, chúng ta ở theo khóa lễ, chúng ta thầm hướng cái tâm nguyện chúng ta cầu cái gì. Ví dụ mà người đi dự lễ để cầu gì,
tiêu tai giải bệnh thì chúng ta gì đọc tên của mình lên, hoặc chúng ta hồi hướng cho ai đó thì chúng ta gì đọc tên của người đó lên, địa chỉ, tên tuổi, địa chỉ, đang bị bệnh gì thì cầu gì, cầu đảo bệnh, cầu được Bồ Tát Quan Âm giúp cho được sớm gặp thầy gặp thuốc, hoặc sớm tiêu trừ nghiệp chướng mà bệnh được thì được khỏi. Hoặc nếu chúng ta cầu ví dụ như con trai không biết vì sao mà mãi không lấy được vợ, cứ yêu cô nào thì lại bị nó đá, hoặc là hoặc tự thấy chán mà bỏ, hoặc con gái cũng vậy, đối lại thì con gái cũng thế, muốn lấy chồng nhưng mãi chả lấy được, muốn có một mảnh tình vắt vai nhưng mãi chả có, vân vân chẳng hạn. Hoặc là có nhiều mảnh tình vắt vai nhưng mà khi muốn tiến đến hôn nhân thì hoặc tự mình bỏ hoặc người ta lại bỏ mình, cho nên á mãi mong muốn mà chẳng được, cho nên cũng sinh tâm gì khổ. Nay muốn hết khổ, đến pháp hội này cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và mười phương chư Phật Bồ Tát và lực của đại chúng chư tăng và đại chúng tham dự pháp hội gia trì cho, hồi hướng cho, thì họ gì trả hết cái nợ oan khiên tiền kiếp, trả hết cái nợ oan gia trái chủ mà ở ngoài đời họ đi xem họ gọi là căn cao số nặng, họ gọi là có nợ tiền duyên đó, gọi là có nợ tiền duyên. Cho những trường hợp khó lấy vợ lấy chồng đó, cứ đi xem thầy đồng thầy cốt mà xem, họ sẽ nói gì đó là căn cao số nặng, hoặc là gì hoặc phải trả nợ tiền duyên à, tức là gì? Cái duyên ở kiếp trước là có nợ với cái với một vong linh nào đó, cho nên nay họ giữ, họ không cho đi lấy vợ, không cho đi lấy chồng. Có không? Có. Cái này tôi giảng rất nhiều, tôi nói khá nhiều rồi. Vì sao mà có? Vì đời trước kiếp trước chúng ta có thể đã từng làm vợ là chồng, hoặc đã từng yêu nhau, phát nguyện là đời đời sinh ra gì làm vợ làm chồng của nhau. Nhưng mà khổ nỗi đời này á, kiếp này gì? Một người thì sinh ra làm người rồi, người kia thì vẫn còn ở gì, ở dưới quay âm đó. Tương tự như vậy chúng ta gì? Chúng ta mặc dù có thể là gì? Không sinh cùng tháng cùng ngày cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Xem những bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc, chúng ta thấy là ngày xưa bên Trung Quốc họ hay thề như thế, kẻ Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng hay thề như thế. Nhưng chúng ta có mấy khi, có mấy ai, mấy cặp đôi vợ chồng nào hoặc mấy người bạn thân nào phát nguyện như vậy mà sau này có chết cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ với nhau không? Gần như không có, ít lắm, rất ít, trừ chiến tranh loạn lạc hay là hỏa hoạn hay là lũ lụt gì đó vân vân, một cái gì đó mới chết cái kiểu như thế. Kể cả đôi vợ chồng phát nguyện với nhau trăm năm đầu bạc răng long, sống cùng sống, chết cùng chết, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nhưng mà xin thưa các quý vị, đến khi ông chồng chết trước hoặc bà vợ chết trước á, cái người còn lại xem lo sốt vó để đi cầu đi cúng để cho gì, cho cái vong đó sớm được siêu thoát, hoặc là cho vong đó không được, không thể quay trở lại để bắt mình đi nữa. À, chúng ta thấy ở người đời nó là như thế. Chết vợ hoặc chồng mới chết xong đi xem ông thầy bảo là trùng tang trùng phục, nếu gặp các thầy chùa, các vị sư mà tu tập đạo Phật chân chính, các vị hướng cho cách là hồi hướng tụng kinh niệm Phật để siêu độ cho vong còn đỡ khổ. Còn gặp các vị tu tập mà tham tiền tham của, nó lừa cho, nó bảo cúng cho rồi nó cho bùa cho bèn, thậm chí gặp ông thầy phù thủy nữa thì càng chết, cho bùa cho chèn cho bèn, nó bảo nhốt vong, khóa vong lại, bắt vong lại để cho nó khỏi về để chỉ điểm ma quỷ để bắt người thân đi tiếp đó. Thì ai đi xem thấy trùng tang trùng phục thì thường là sợ sệt hay làm những cái điều như thế đấy. Bình thường lúc còn sống, lúc còn trẻ còn khỏe, lúc còn đang thanh niên 18 đôi mươi thì phát nguyện yêu nhau trọn đời, đầu bạc răng long, một mái nhà tranh, hai trái tim vàng, đói khát khổ sở vinh nhục có nhau, thể đời đời cùng gì cùng nhau, kết tóc xe duyên thế này thế khác vân vân, đủ các kiểu thể bồi trong gì, trong khi đôi bạn trẻ nam nữ yêu nhau. À, nhưng á, chúng ta thấy rằng khi mà một người mất trước một người mất sau, sinh ra cái chuyện là bùa bèn cầu đảo để làm sao cho người đó thì cái vong hồn nó không về để bắt mình đi được nữa đó. Nhưng mà do người kia có thể chưa hiểu được cái điều đó, do tình yêu quá quyến luyến cho nên chết đi rồi vẫn đi tìm người yêu của mình, tìm. Thậm chí có trường hợp là tôi gặp vài trường hợp mà con quỷ nó nhập vào, một vài trường hợp nó không cho đi lấy chồng. Có trường hợp ở dưới Mỹ Đức, nó bảo nó đã đi tìm hơn 3.000 năm nay, con quỷ nó đi tìm cái cô gái hơn 3.000 năm nay.
Và một trường hợp ở bên Đông Anh, một cái cô sinh viên học năm thứ tư vậy, đã đưa sang đây, bà gặp mà cái con cái tinh bạch hổ đấy cũng gì, cũng hơn 1.000 năm nay. Nó nhập vào, nó bảo khi mà nó nhập vào nó đúng như con hổ, nó gầm gừ, giơ tay lên như làm móng vuốt hổ và nhe răng ra như là răng hổ. À, nhìn thấy người và nó muốn, nó dọa người ạ. Nhìn khiếp, khủng khiếp như thế. Rồi nó lăn lóc, nó bò xoài, nó bò như là hổ bò, như là hổ chuẩn bị vồ mồi ạ. Nó bảo nó là cái con hổ thành tinh hơn 1.000 năm nay. Nó đi tìm vợ nó, và nay cô gái chính là vợ nó kiếp trước. Nay nó muốn, nay tìm thấy rồi, nó muốn bắt cô ấy rời xuống làm vợ nó. Đấy. Chúng tôi gặp những cái trường hợp như vậy. Còn thực hư như thế nào thì cái này thì chúng tôi không dám bàn đúng hay sai. Chúng tôi chỉ nói là gặp những cái trường hợp như vậy, không muốn tin thì cũng không được. Mà tin thì mình chưa có thiên nhãn thông, chưa nhìn thấy rõ, cho nên đó, cũng không dám nói đấy là có thật. Cho nên ở đây kể cho các quý vị thấy có những câu chuyện như vậy. Nhưng mà theo những cái kinh nghiệm tu tập của chúng tôi, cũng như đã giúp được cho khá nhiều những người mà ở trong những cái trường hợp dính vào cái chuyện tâm linh như vậy, chúng tôi có thể khẳng định với các vị rằng là có cái thế giới tâm linh này. Có thế giới tâm linh này. Chúng ta đừng nghĩ rằng là không có. Các tổ nói rồi, chúng ta học Phật rồi, có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cùng không. Cái này có, Phật nói trong Kinh A Hàm gì, cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. Tất cả đều là gì? Những cái sự tồn tại do cái sự, do các mối nhân duyên đan xen qua lại chẳng chịt với nhau mà có vậy. Không có một cái gì tồn tại độc lập riêng ở trên đời này cả. Cho nên các tổ mới giải thích lời Phật nói là có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cùng không, là như thế. Hay cụ thể là trong kinh Đức Phật nói gì? Cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt vậy. Cho nên ở đây chúng ta hồi hướng, chúng ta hồi hướng cho những oan gia trái chủ, cho những người thân của chúng ta, thậm chí là cho những người gì đang đeo đuổi chúng ta ở dưới quái âm, họ đang đeo đuổi chúng ta, giữ chúng ta, không cho chúng ta gì, chúng ta lấy vợ, hoặc không cho chúng ta lấy chồng, vì họ vẫn coi ta như vợ, như chồng của họ, cho nên họ giữ, họ không cho đi, hoặc là họ coi ta như người yêu của họ vậy. Đã từ khi có cái Pháp Hội Quan Âm cuối năm 2016 đến nay á, đã giải quyết cho rất nhiều đôi nam nữ tìm đến được với nhau, khiến cho nhiều đấng cha mẹ thấy hoan hỷ, thấy mãn nguyện về ước mong của mình, đó là con trai lớn thì lấy vợ, con gái lớn thì gả chồng. Có trường hợp 35, 40, thậm chí ngoài 40 rồi, nó cứ ngồi như vậy, nó cứ ở như vậy, nó định làm bà cô ở trong nhà, định làm ông mãnh ở trong nhà. Thân làm cha làm mẹ thì thấy buồn lắm. Dục nó thì nó cũng bảo là lấy thì phải có người yêu rồi mới lấy. Chẳng yêu, chẳng có người để yêu thì lấy sao được. Mà mình chẳng yêu người ta, hoặc người ta chẳng yêu mình, lấy sao được. Thì sau khi có cái pháp hội này, tham dự pháp hội này, chúng tôi bảo họ về lại tụng thêm kinh Địa Tạng để hồi hướng cho gì? Cho những oan gia trái chủ, cho những cái người thân, thậm chí là vợ, là chồng, hoặc là người yêu của mình ở dưới quái âm đang theo sát mình. Mà như các ông thầy đồng ấy, họ nói là nợ gì? Nợ tiền duyên đó. Đó. Họ hay xem, xem thấy bảo là nợ tiền duyên đó. Cho nên ấy, phải cắt tiền duyên đó. Nhưng mà cắt có phải ăn cắt được đâu các quý vị. Không phải đơn giản đâu, không phải ông thầy nào cũng cắt được, không phải ông sư nào lễ cắt được. Không phải ông thầy đồng bóng nào cũng có đủ năng lực, ông thầy phù thủy nào cũng đủ năng lực để cắt tiền duyên được đâu. À, không phải đơn giản. Ví dụ tôi nói với các quý vị, ngay trong cuộc sống này, đôi vợ chồng đang sống hạnh phúc với nhau. Tự nhiên chúng ta đến, chúng ta gì? Chúng ta chia rẽ gia đình họ được sao? Không có cái chuyện đó. À, trừ trường hợp đôi vợ chồng họ không chung sống được với nhau nữa, họ ra gì? Ra chính quyền, ra ủy ban, họ đệ đơn để gì? Để xin ly hôn. Đó. Và
Sau khi nhận được cái đơn ly hôn của họ, địa chính quyền địa phương, ban hòa giải địa phương, chính quyền địa phương từ cấp phường, cấp xã trở xuống, thậm chí là cấp huyện, cấp thị xã trở xuống là phải đi gì? Đi vận động họ đã. Đó. Bên hội phụ nữ, hoặc là hội cao tuổi, hoặc mặt trận tổ quốc, những cái hội, mấy cái khối đoàn kết này đó, và khối các tổ chức xã hội của nhà nước này đó, là phải vào cuộc để đi gọi là đi hòa giải. Hòa giải cho đôi vợ chồng đó đã. Nếu mà họ hiểu nhau ra, họ hiểu ra mà thì họ đi rút đơn lại đó, thì thôi. Mà còn nghe rồi mà họ hòa giải đến 5-3-7 lần rồi mà họ vẫn nhất quyết ly hôn đó, thì tòa án phải mở một cái phiên tòa để gì? Để tuyên bố, làm cái nghi thức là tuyên bố gì? Hủy cái giấy kết hôn của họ trước đây, và tuyên bố gì? Hai người đã gì? Đã được tự do. Đó, chúng ta thấy không phải là đơn giản đâu. Đó, chúng ta đừng có nói là chúng ta, người ta đến chúng ta xin là cúng và là đến là cúng, họ bảo là nộp vài triệu, vài chục triệu là cúng cắt tiền duyên cho họ là xong đâu, không có đâu. Để cả một quá trình chúng ta làm lễ tụng kinh niệm Phật, sám hối, hồi hướng cho các vong kia, rồi thậm chí là gì, giảng pháp cho các vong kia, họ nghe, họ hiểu ra à, âm dương cách biệt, ta có yêu cũng chẳng thể lấy được nữa. Rồi hồi hướng cho họ, bảo họ là gì, nếu mà thực sự yêu nhau á thì tu tập đi, đời sau thì đều được làm người, hoặc đều làm chư thiên, về cõi thần tiên hoặc cõi gì, cõi người, để mới làm vợ làm chồng với nhau được. Còn bây giờ âm dương cách biệt, càng yêu càng đau khổ, càng làm cho nhau đau khổ mà thôi. Đó, chúng ta thấy ở thế gian này có chuyện gì? Xa mặt cách lòng, xa mặt cách lòng đấy. Có chuyện đó, có rất nhiều những chuyện đó. Đấy, cho nên ấy, ở đây huống chi là gì, âm dương cách biệt như thế. Vì vậy mà lúc đó họ sợ, sợ người dương thì lại sợ người âm theo, tìm mọi cách để trừ đi. Người âm thì thấy thì người mình yêu bội bạc, phản bội mình thì có khi lại gì, càng đau khổ, mà thậm chí là sinh ra thù hận. Cho nên ấy, phải lấy gì, lấy giáo lý của Đức Phật, lấy lòng từ bi của Đức Phật, lấy quang minh công đức của chư Phật Bồ Tát để rửa đi cái mối thù hận đấy, và để khuyên bảo cho họ hiểu được rằng âm dương cách biệt, càng theo càng khổ. Nếu thực sự có duyên thì hãy tu đi, để đời một kiếp sau hoặc một kiếp sau nữa đủ duyên gặp nhau, tiếp tục làm vợ làm chồng cùng nhau, vân vân. Cho nên á, cái trường hợp mà con gái lớn không lấy được chồng con gái, con trai lớn không lấy được vợ, con gái lớn không gả được chồng đó, thì khi đó các Phật tử chúng ta, hoặc những đôi nam nữ là đến, những nam thanh nữ tú này đến thì đến lễ, thì chúng ta cứ cầu nguyện là chuyên vì hồi hướng cho, có thể là con tên là gì đó, hoặc là con của con, hoặc cháu của con, hoặc bạn của con tên là gì đó, địa chỉ ở đâu, nói rõ lên, và mình lẩm nhẩm mình cầu thôi, chứ lúc đó đừng có cầu to quá, vì thầy ở dưới ban địa tạng Quan Âm đang đọc cái này, thì chúng ta thì những người đi lễ thì chỉ mình đọc thầm ở trong tâm mình thôi, máy môi hoặc là lâm dâm phát ra tiếng nhẹ nhẹ ở một mình nghe thấy thôi đó, hoặc là cầu siêu, cầu bình an, cầu lộc, cầu tài, vân vân, cầu cái gì đó. Cái chữ cầu ba chấm này là dành cho chúng tôi, ai muốn cầu cái gì cứ thế mà lắp vào đó. Còn thầy thì thầy chỉ đọc chung thôi. Riêng thỉnh sân tăng lên tòa, cái câu gì, chuyên vì hồi hướng nguyện cầu cái gì đó, vân vân đó. Nay thỉnh sơn tăng lên tòa, mày tôi cũng là gọi là tạm gọi là sơn tăng. Sơn tăng trên hình thức thôi, chứ sơn tăng ngày xưa, sơn tăng ở đây là chỉ cho những vị tu hành đạo hạnh, ẩn cư ở trên núi nhiều năm và có đạo cao đức trọng, hành nguyện độ sinh. Nay vì muốn hành nguyện độ sinh được viên mãn, cho nên các ngài hạ sơn để phổ độ chúng sinh, các ngài lên tòa là như gì, mở lời thuyết pháp là như sư tử hống ấy. Còn tôi ấy thì như là con mèo nó hống, như con mèo nó kêu, chưa ăn thua gì đâu. Sư tử các ngài thì là các bậc sơn tăng, cao tăng, thạc đức, thì lên tòa thuyết pháp. Thuyết pháp thì như tiếng sư tử hống, như tiếng hổ gầm. Còn tôi thì như tiếng mèo kêu.
Các vị có nghe thấy thì có một số người cũng động viên và là nghe thầy thuyết pháp cả ngày cả đêm không chán. Nghe hết ngày này qua ngày khác này, tâm rất là an định, rất vui. Thì thôi đấy cũng là các vị động viên tôi như thế. Cho nên tôi thấy là cũng vui vui một chút, mà có nhiều hôm là mệt mỏi thân thể nhưng mà cố gắng lên để thuyết pháp. Dùng cái tiếng mèo rống của tôi để rống để có thể là gì? Thức tỉnh được ai đó thì thức tỉnh, thì các vị cũng hoan hỉ cho. Cho nên á, nay thì nếu gọi là sơn tăng á, về mặt gì? Cả nghĩa đen và nghĩa bóng á, thì tôi chưa xứng đáng đâu. Còn nếu nói là gì sơn tăng á, theo nghĩa gì nghĩa đen á, thì chắc cũng có thể. Vì sao? Vì tôi cũng có chùa trên núi mà chùa là núi tổ của gì của Việt Nam nữa. Chùa trên núi Tản Viên, núi Tản Viên được gọi là tổ sơn của Việt Nam nè. Trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư gọi là núi Tản Viên được gọi là tổ sơn của đất nước Việt Nam chúng ta đó. Mà tôi lại có duyên là Phật Tổ Bồ Tát rồi Tam Vị Đức Thánh Tản, tối linh thượng đẳng thần là các ngài cũng hoan hỷ cúng giảng Phật và cho tôi được xây dựng cái ngôi chùa ở trên này, lưng chừng núi Tản Viên ở sườn tây núi Tản Viên, có cái tên gì tên cùng với tên núi luôn, đó là chùa Tản Viên. Cho nên nếu là nói về nghĩa đen đó thì có thể gì tôi cũng tạm gọi là một vị sơn tăng, thế là cũng có chùa gì trên núi và cũng có gì có mấy năm vài năm tu tập ở trên gì trên núi rồi. Nhưng còn nghĩa bóng đó là người bậc có đạo cao đức trọng, ẩn cư trên núi thâm sơn cùng cấp nhiều năm, đạo cao đức hạnh viên mãn rồi các ngài mới hạ sơn độ sinh á, thì tôi chưa làm được điều đó, các vị hoan hỉ cho. Các cụ ngày xưa nói thôi không có gì, không có cua thì bắt cá làm trọng ấy, không có trâu bò thì bắt người kéo cày vậy. Chúng ta thấy người kéo cày chưa? Ngày xưa tôi còn bé, gia đình nhà tôi nghèo cho nên không có tiền mua trâu, cho nên khi làm mạ là tôi thấy bố tôi thì cầm cái cày và cái bừa, còn hai ông chú của tôi thì làm trâu, tức là ba người mới cày mới bừa được, hai người thì làm trâu, còn ông cụ nhà tôi thì làm người cầm cày hoặc cầm bừa. Tôi ngày xưa tôi còn bé tôi nhìn thấy, đích thân tôi nhìn thấy cái điều đó. Cho nên các cụ nói là không có người, không có trâu bò thì bắt người làm trâu là chỗ đó. Mà sức người thì làm sao bằng sức trâu được đó. Ý muốn nói này là thôi thì không có bậc hiền tài thạc đức xuất hiện ở gần đây, thì thôi thì tạm thời các vị cũng hoan hỉ để cho gì? Tôi tạm thời để ngồi lên trên đàn tràng để tuyên dương Phật Pháp phổ độ chúng sinh, các vị cũng hoan hỉ. Cho nên nay mới nói là riêng thỉnh Sơn Tăng nhờ vào giáo Pháp. Nhờ vào giáo Pháp gì? Quán Âm Bồ Tát Tam Thời Niệm Phật Sự. Đây là gì? Là Pháp Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm. Chư vị thần linh cùng thiện nam tín nữ chúng đẳng. Đây là chư vị thần linh. Thần linh ở đây là chỉ cho trên thì chư vị Bồ Tát, Bích Chi Phật, Thanh Văn La Hán, Hiển Thánh Tăng, chư Thiên Long, Bát Bộ Pháp Thiện Thần. Đó gọi là gì? Chư vị thần linh cùng thiện nam tín nữ. Tức là nhớ người nam có tâm thiện đến dự pháp hội và nữ có tâm thiện đến dự pháp hội này chúng đẳng. Tức là những người gì? Những người đến với cái gì? Cái lời mong cầu có thể là đến để xem. Nghe nói là ông này, ông ấy mở pháp hội Quan Âm là đông người lắm. Ông ấy tự hội tập, tự viết ra cái bộ này, đến xem ông ấy làm như thế nào, vân vân chẳng hạn. Hoặc vào xem, vào mạng xem ông làm như thế nào, vân vân. Hoặc đến dự xem ông làm như thế nào. Cho dù vì một động lực gì mà đến, tôi không cần biết. Miễn là có mặt trong hội trường, đều gọi là chúng đẳng. Đều gọi là chúng đẳng. Họ đến với trong đạo tràng, đến với pháp hội bất cứ bằng mục đích gì, hoặc thăm dò, hoặc là theo dõi. Có không? Có. Pháp hội nào chúng ta ít nhất cũng có phải đến vài chục người thăm dò và theo dõi. Thậm chí tôi không muốn nói là hàng trăm. Nhưng mà không sao, tốt thôi. Họ càng thăm dò chúng ta thì họ càng hiểu chúng ta hơn. Họ càng theo dõi chúng ta thì họ càng gì? Càng biết chúng ta hơn.
khi họ hiểu và biết chúng ta thì đương nhiên họ sẽ ủng hộ chúng ta thôi, không có gì phải lo cái điều đó. Cho nên đây mới gọi là trung đẳng. Gặp duyên thù tháng này, à, dù là đến với pháp hội này bằng cái gì, bằng cái mục đích gì đi chăng nữa, nhưng nay gặp duyên thù tháng này, tức là gặp được pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm này, rất khó đấy các quý vị. Trên thế giới này duy nhất chỉ có Việt Nam chúng ta mới gì, mới có pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm này thôi. Vì sao? Vì pháp hội này mới được chúng tôi hội tập và được tổ chức trong vòng có hơn một năm nay. Nói năm mà thì sang năm thứ ba, nhưng mà thực tế mới có hơn năm nay. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2016, bắt đầu là khai mạc mở pháp hội đầu tiên. Cho nên đến nay thì mới thực tế là mới có hơn một năm thôi. Đó, cho nên dù đến bằng cái tâm tư, cái mục đích gì đi chăng nữa, nay gặp cái duyên thù tháng này thì hãy tự nghiêm túc oai nghi, tất cả đều phải tự mình chỉnh đốn mọi hành vi của mình để cho gì, cho đầy đủ oai nghi phép tắc là một người đến dự pháp hội. Hãy tự nghiêm túc oai nghi đến dự dưới tòa, tức là nay đã ở đến gì, ở đến dự ở dưới cái tòa gì, tòa pháp này rồi á, thì phải gì, phải kính nghe diệu pháp, một lòng tiếp gì, tiếp thụ. Đã đến rồi thì phải kính nghe diệu pháp, một lòng tiếp thụ. Tôi không biết anh đến với gì, với đạo tràng của chúng tôi bằng gì, bằng cái tâm dò xét, bằng cái ý niệm dò la, hay là bằng cái mục đích gì đi chăng nữa tôi không cần biết, nhưng miễn là anh đến đây, các cụ nói rồi, nhập gia tùy tục, anh làm cái việc riêng của anh gì thì tôi không cần biết, anh muốn làm việc gì riêng của anh thì làm. Nhưng anh vào trong đạo tràng của chúng tôi, à, khi mà gì, đại chúng cầm quyền kinh, bảo gì hô gì lễ, thì vị đó không lễ là gì, nó tỏi cái đuôi ra ngay. Họ hô lên, vị đó cũng gì cũng phải lên, nếu không lên nó cũng tỏi cái đuôi ra ngay. Mọi người sẽ biết ngay anh ta đến chùa để vì mục đích gì, hoặc là cô ta đến chùa vì mục đích gì. Cho nên á, đến lúc đó chúng ta thấy không, càng những họ đến đây bằng cái mục đích gì đó thì họ thì lại làm càng gì, càng thành khẩn. Đấy cũng là một cái gì, gieo duyên. Thực tế là gì, họ đang được Phật độ nhưng họ không biết là Phật đang độ họ. Rất hay, rất tốt. Cho nên đấy gọi là dùng đại phương tiện để giáo hóa, để quảng độ chúng sinh là như thế. Và một ngày nào đó duyên đến, tự họ sẽ gì, biết chắp tay trước Đức Phật mà thành khẩn A Di Đà Phật, chắp tay trước Đức Quan Âm Bồ Tát mà gì, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát mà thôi. À, cho nên ở đây đó là gì, đó chính là ý nghĩa của bài kệ số 2. Xong chúng ta bắt đầu niệm gì, niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và đi về ban chính. Về ban chính rồi chúng ta thấy có bài gì, bài tán lư hương. Bài tán lư hương thì lư hương vừa bén quái pháp thơm lừng, chư Phật hải hội đều xa hay, khắp chốn kết mây lành lòng thành ân cần, chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương, Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó, đây là bài tán lư hương, nói về gì, nói về nghĩa đen, tức là cái bài tán lư hương bằng gì, bằng trầm đang bốc khói nghi ngút ở trên ban đó, nhưng nói gì về nghĩa bóng, tức là chúng ta dùng năm món tâm hương, năm món chân hương, đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương, để dâng lên cúng dường Tam Bảo Phật Pháp Tăng, đặc biệt dâng lên cúng dường gì, cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, để ngài giáng lâm đàn tràng và chứng minh cho pháp hội được thành tựu viên mãn vậy. Đó gọi là gì? Gọi là bài tán lư hương. Xong bài tán lư hương thì chúng ta thấy thì vào tiếp tục bài khai thị số 3. Bài khai thị số 3, chúng ta thấy lúc đấy thì chúng các vị hãy thấy là pháp chủ. Vì pháp chủ đứng ở trên cao nhất, hướng xuống đại chúng và cầm nén hương, cầm một nén hương giơ lên trên trán, biểu thị cái sự nhất tâm cung kính đến tột độ của vị pháp chủ, và cũng như là của tất cả đại chúng, dâng lên cúng dường gì, cúng dường mười phương Tam Bảo và cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm.
Và đọc là gì? Một nén hương này, gốc cuộn ngoài kiếp, nhánh chùm vũ trụ, chẳng nhờ trời đất để sinh thành, há thuộc âm dương mà tạo hóa. Đó. Ở đây ý muốn nói gì? Một cái nén hương này là một nén hương gì? Đấy chính là nén hương gì? Hương lòng vậy. Nén hương lòng ở đây là nén hương gì nhỉ? Tức là cái tâm thanh tịnh vậy. Cái nén hương tâm thanh tịnh tột bậc được biểu hiện qua gì? Qua bằng ngũ phần chân hương là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương vậy. Đem cái vì cái nén hương đó thì đúng là gì? Gốc của nó là tìm mãi không hết rễ. Nhánh của nó gì? Gốc rễ của nó thì tìm mãi không gì? Không hết. Đào không bao giờ gì? Hết. Nhánh của nó thì, tức là nhánh lá của nó thì bao trùm cả vũ trụ. Cho nên, cái công đức ấy, vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn được. Nó chẳng nhờ vào trời đất để sinh thành. Cũng chẳng thuộc vào âm dương. Âm dương tạo hóa mà gì? Mà có, mà thành. Cho nên, cái nén hương lòng này, là nén hương gì tốt nhất để chúng ta dâng lên cũng giảng Tam Bảo, cũng giảng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nén hương lòng này được biểu thị qua năm phần chân hương như tôi nói là giới hương, định hương, giải thoát, giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương đó. Nhưng mà nói ngắn gọn là gì? Nén hương lòng thì thuần tịnh, thuần thiện, niệm niệm đều là tịnh, niệm niệm đều là thiện để dâng lên cúng giảng chư Phật và cúng giảng Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Cho nên nén hương này đem đốt đặt trong lư. Lư ở đây là lư gì? Lư ở đây cũng là lư gì? Hôm qua chúng tôi nói ở trong gì? Tàng thức A Lại Gia thanh tịnh viên mãn của chúng ta. Cái lư này gọi là Phật tính, là tự tính vậy. Đem đốt nó ở trong gì? Trong cái lư hương tự tính, lư vàng tự tính này, chuyên dâng lên để cúng dường gì? Thường trụ Tam Bảo và khắp cả vạn linh. Khắp cả vạn linh. Vạn linh tức là gì? Là tất cả các vị thần linh và nhân đến cho các vị sinh linh nhỏ bé. Vì sao lại chư Phật, Bồ Tát, các vị thần linh đã cúng dường đã đành rồi. Nay lại cả nói cả các vị sinh linh nhỏ bé, vạn linh mà. Cả sự sinh linh nhỏ bé thế nào? Vì trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành. Chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên ở đây phẩm phổ môn này là phẩm gì? Phẩm 25 trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là tinh thần của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa được thể hiện rất rõ ở trong này. Cho nên vì vậy mà chúng ta gì? Nhất tâm cúng dường tất cả các loài sinh linh, giống như con trùng, con kiến, con mỏng, con muỗi, chúng ta cúng gì? Cúng dâng để cúng dường họ, vì họ cũng có đầy đủ Phật tính như chúng ta, như mười phương ba đời chư Phật. Cho nên ở trong pháp hội này chúng ta coi họ cũng như là các đức Phật chưa thành vậy. Rồi mới đến gì? Rồi mới đến dâng cúng, cụ thể là dâng cúng gì? Dâng cúng Thích Ca Văn Phật, tức là cúng Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Quán Âm Bồ Tát. Quán Âm ở đây là nói tắt, tức là Quán Âm Bồ Tát. Thế Chí tức là nói, cũng là nói tắt, nói đầy đủ phải nói Thế Chí Bồ Tát. Địa Tạng Đạo Sư, tức là Địa Tạng là bậc gì? Đạo Sư tức là bậc thầy dẫn dắt chúng sinh ở cõi Nam Thiềm Bộ Châu sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn theo tinh thần của Kinh Địa Tạng. Là Địa Tạng chính là bậc đạo sư của chúng ta ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, trong thời mạt Pháp này vậy. Thanh tịnh hải chúng, tức là chỉ cho tất cả các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng đã được thanh tịnh, đã được chứng được quả vị ít nhất từ sơ quả Tu Đà Hoàn trở lên, nhấn đến các vị gì? Thập Địa Đẳng Giác, Diệu Giác Bồ Tát. Nhiều như biển vậy, hải chúng tức là chúng ấy nhiều như là nước biển vậy, rất là nhiều. Câu tiếp theo là tất cậy chân hương bình đẳng cúng dường. Tất tức là gì? Là tất cả. Tất cả đều nhờ vào gì? Vào cái chân hương ấy. Vào cái nén chân hương ấy, tức là nén chân hương gì? Nén chân hương tự tính, nén chân hương lòng thanh tịnh vậy, để dâng lên bình đẳng cúng dường mười phương ba đời chư Phật, nhẫn đến cho tất cả chúng sinh nhỏ bé như con trùng, con kiến, con mỏng, con muỗi vậy, vân vân. Đó, đây chính là bài khai thị số 3.
Sau đó thì chúng ta thấy tất cả đại chúng cùng an tọa, đại chúng đồng an tọa, và bình tọa tụng gì nhỉ? Tụng đại bi, đại bi thập chú, tụng đại bi thập chú. Chúng ta thấy bắt đầu tụng đại bi thập chú, theo nghi thức thì có thêm tụng đại bi thập chú, vì đại bi thập chú là một bộ đại thần chú mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài vì thương tưởng chúng sinh quái năm thiện bội châu này. Lúc thì hiện ở bên cạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta để giáo hóa độ sinh, trợ pháp cho Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Quán Thế Âm thấy rằng để ở Ấn Độ lúc bấy giờ cũng như các quốc gia có Phật giáo sau này, những người tu theo Phật và những người không tu hoặc chưa tu theo Phật gặp rất nhiều những chướng ngại, gặp rất nhiều những gì, những ma sự. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát vì thương tưởng chúng sinh ở đời lúc bấy giờ và ở đời sau này, cho nên ngài thuyết ra bộ đại thần chú này, tức là bộ đại bi thập chú này, mục đích là để khiến cho những ai nghe thấy, tin tưởng, học tập và tin thọ phụng hành, thọ trì đọc tụng bộ đại thần chú này thì sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, công đức vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn hết được. Đó. Cho nên cái lực của người trì chú đại bi á là mạnh lắm, rất mạnh. Bộ chú thần chú đại bi này á dành thông cho cả Phật tử tại gia và Phật tử xuất gia, và những tăng ni xuất gia và những Phật tử tại gia đọc tụng đều được, công đức rất lớn. Thậm chí là không phải người học Phật họ cũng có thể gì, không phải người tu Phật họ cũng có thể trì chú đại bi được. Tức là những người không theo đạo Phật, họ theo một cái niềm tin tôn giáo khác, nhưng gì họ nghe thấy chú đại bi, họ muốn học, họ muốn tiêu trừ nghiệp chướng hay muốn làm một cái điều gì đó, thành tựu sở nguyện gì đó, vẫn có thể học chú đại bi và trì tụng được. Quán Thế Âm Bồ Tát ngài vẫn gì, vẫn dùng cái bi nguyện của mình, cái thần lực của mình ấy, hay ai đọc tụng thần chú mà ngài thuyết ra đều được ngài và mười phương chư Phật quá khứ, hiện tại, thậm chí là các vị Bồ Tát thành Phật ở tương lai cũng hộ trì cho người thọ trì chú đại bi. Các Phật tử và tăng ni Phật tử chúng ta muốn biết được cái ý nghĩa của chú đại bi để phát khởi tín tâm, các quý vị hãy vào mạng để search về hoặc download về, hoặc bảo các cháu nhà các cụ lớn tuổi thì không search không download được thì có thể bảo các cháu nhà mình nó vào mạng nó tải cái bài giảng công năng về chú đại bi của Hòa Thượng Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Tuyên Hạ Hóa, nói cho chúng ta dễ hiểu là chúng ta vào các cháu nó vào để search cóp cái bài giảng về ý nghĩa về thần chú đại bi của Hòa Thượng Tuyên Hóa, gọi là Thượng Tuyên Hạ Hóa thì các vị không hiểu là cái gì cả, thôi thì sám hối ngài là gì, sám hối Đức Ngài cho chúng con nói thẳng ra như thế cho Phật tử dễ hiểu. Đó là cái bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa, đặc biệt là bài giảng về chú đại bi. Tôi thì chưa đủ trình độ để giảng về chú đại bi cho nên không dám giảng bừa. Ở trên thế gian này Hòa Thượng Tuyên Hóa là vị đầu tiên giảng chú đại bi, giảng rất hay, có thể hàng nghìn năm về sau không có ai giảng hay hơn Hòa Thượng Tuyên Hóa về chú đại bi và chú Lăng Nghiêm đâu, chắc chắn đấy. Vì sao? Vì ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên á ngài mới hiểu và giảng rõ được tường tận như thế. Nếu không phải là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm thì cũng phải là gì? Hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Không phải là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí cũng phải là hóa thân của một vị Đại Bồ Tát nào đó đã được thân cận, đồng hành với Bồ Tát Quán Thế Âm và mười phương chư Phật, trong đó có Phật A-di-đà, Phật Thích Ca, thì ngài mới có thể giảng rõ được ý nghĩa của chú Thủ Lăng Nghiêm và chú Đại Bi hay đến như vậy. Đã, các quý vị, cho nên riêng cái phần chú Đại Bi này chúng tôi xin gì? Xin không được giảng. Vì nói thật ra chúng tôi chưa đủ trình độ để giảng. Giảng kinh Phật, giảng chú của Phật mà sai á là nguy hiểm lắm. Cho nên chúng tôi biết là mình tài hèn đức mọn, nghiệp chướng sâu dày, chướng sâu tuệ cạn phúc mỏng nghiệp dày, cho nên là không dám gì, không dám giảng chú Đại Bi, ít nhất là trong giai đoạn này. Còn sau này nếu có thời gian nhập thất
được Phật Bồ Tát thương chỉ điểm chỉ bảo cho rồi á, thì lúc đó có thể mới dám học giảng và mới dám tập giảng vào thần chú, đặc biệt là chú Đại Bi. Cho nên ở đây thì cũng mong các quý vị là hoan hỷ lượng thứ, và các quý vị đến đoạn này thì tạt sang nghe bài giảng về chú Đại Bi của Hòa Thượng Tuyên Hóa, thì các quý vị sẽ đấy được ý nghĩa của việc thọ trì chú Đại Bi, công đức của việc thọ trì chú Đại Bi lớn lao như thế nào. Thì hôm nay thì chúng ta cũng tạm dừng ở đây, và ngày mai thì bắt đầu chúng ta chính vào học về gì? Chính vào học về phần chính kinh Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phổ môn thứ 25 của Bồ Tát Quán Thế Âm, trang số 22. Và bắt đầu thì ngày mai thì chúng ta bắt đầu học vào chính văn kinh. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, trong buổi giảng trực tuyến tối ngày 4 tháng Giêng năm Mậu Tuất, ngày hôm nay chúng tôi xin được giảng tiếp vào sau bài giảng của ngày hôm qua. Hôm qua chúng ta đã học hết trang số 10. Hôm nay chúng ta sang học sang trang số 11. Các quý vị xem kinh văn trang số 11. Kinh văn số 11 chúng ta thấy có bài tán liên trì. Bài tán liên trì, vì sao gọi là tán liên trì? Liên là chỉ cho gì? Là hoa. Trì là chỉ cho ao. Tán liên trì tức là tán thán khen ngợi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ở nơi đó có gì? Có ao liên trì, hay còn gọi là cửu phẩm liên hoa đó. Ở trong bài tán này chúng ta thấy trong văn đấy nhỉ, ao sen đầy khắp Mi Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa sen đài, tiếp dẫn lên đài vàng, đại thệ rộng mở nguyện khắp lìa trần ai. Thế qua bài tán này thì chúng ta thấy câu thứ nhất nói rằng ao sen đầy khắp Mi Đà Như Lai, tức là ở trong này, trong ao, ao sen ở Tây Phương Cực Lạc á, trong kinh nói rằng được chia thành là chín phẩm, chín phẩm. Trong ao sen Tây Phương Cực Lạc được chia thành chín phẩm. Đó là hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm thượng sinh. Trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. Thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Đó là chín phẩm mà chúng ta hay phát nguyện là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Có nghĩa là chín phẩm hoa sen là cha mẹ đó. Đó. Thì trong kinh nói rằng ở trong chín phẩm hoa sen ở ao liên trì ấy có vô lượng các vị đại Bồ Tát từ hoa sen mà sinh ra, có vô lượng bậc thượng thiện nhân từ hoa sen mà sinh ra. Thì mỗi một hoa sen là một vị Bồ Tát hoặc là một vị thượng thiện nhân. Rồi trong kinh cũng nói trong mỗi một bông sen đấy phóng ra vô lượng quang minh, trên mỗi một quang minh ấy lại có một đức hóa Phật A Di Đà, mỗi đức hóa Phật ấy lại phóng ra vô lượng quang minh, và trên mỗi quang minh ấy lại có gì? Có các đức Phật A Di Đà. Để làm gì? Để làm phương tiện nhiếp hóa phổ độ quần sinh vậy. Vì lòng đại từ đại bi thương xót chúng sinh như con đỏ của đức Từ Phụ A Di Đà Phật, cho nên chúng ta thấy cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc
mà Đức Phật A Di Đà phát nguyện trải qua hàng mấy a tăng kỳ kiếp, mấy đại kiếp để thành tựu cái quốc độ ấy, thật là trang nghiêm thanh tịnh, khiến cho chúng sinh được sinh về đó đều trở thành bậc thượng thiện nhân, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, không như thế giới xa bà của chúng ta này. Cho nên ở đây mới nói bài 8 nó là ao sen đầy khắp Di Đà Như Lai, là như thế, nơi đâu cũng có gì, có hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Phẩm nào cũng có gì, có hóa thân của các Đức Phật A Di Đà. Các bậc thiện nhân sinh về bậc hạ thì tùy theo duyên, theo phúc báo của mình mà nhìn thấy thân tướng trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà. Các bậc thượng thiện nhân được sinh về thượng phẩm thượng sinh thì lại thấy cái thân tướng quang minh, sáng ngời, chói lọi, đẹp đẽ, vô lượng tướng hảo của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta thấy vì sao Đức Phật lại A Di Đà lại hóa ra vô lượng vô biên thân hình ở khắp cõi nước của Ngài như thế? Vì chính là vì muốn độ chúng sinh vậy. Chúng ta thấy ở cõi Sa Bà của chúng ta này, cách đây trên 2.500 năm về trước, muốn giáo hóa độ sinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một vị Phật đã thành Phật từ rất lâu, theo Kinh Pháp Hoa đã nói là thành Phật từ đã rất lâu rồi. Nhưng vì muốn cứu độ chúng sinh ở cõi Nam Thiện Bổ Châu trong giai đoạn nhân duyên đặc biệt ấy, cho nên Ngài có thị hiện từ cung trời đâu xuất giáng thần, xuất gia, khổ hạnh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập Niết Bàn. Và khi Ngài nhập Niết Bàn đi, chúng sinh ở nhân gian này khát ngưỡng công đức của Ngài, muốn nương vào cái biểu pháp ấy, để tu tập, để lễ bái, để phát khởi tín tâm, vân vân đó, thì chúng ta phải dùng gì nhỉ? Dùng tượng, dùng vàng, bạc, đồng, thiếc, đất, cây, gỗ, vân vân đó, để tạo thành gì? Những hình tượng của chư Phật và Bồ Tát, để lễ kính các Ngài, để quy mệnh các Ngài. Chúng ta thấy là tượng Phật tuy không biết nói, nhưng các cụ chúng ta ngày xưa nói này, để thì là hoàn đất, cất thì lên ông Bụt. Để là hoàn đất, cất lên ông Bụt, hay là cất thì lên nên ông Phật. Cho nên bình thường là một hoàn đất thì chúng ta có thể dẫm đạp, giày xéo, vứt bỏ, thậm chí là, xin lỗi các quý vị, chúng ta đi đại tiểu tiện lên cũng không sao. Những cái hoàn đất đó đã được nhào nặn gì thành hình tượng của Phật, của Bồ Tát, của Hiền Thánh, thì chúng ta không thể coi thường được nữa. Chúng ta không thể dẫm đạp lên, không thể phá phách một cách bừa bãi, hay là không thể, xin lỗi các quý vị, là không thể gì đi đại tiểu tiện lên. Nếu chúng ta làm những cái điều xấu ác đó thì tội lỗi không biết bao nhiêu đời kiếp cho gột rửa sạch hết được. Cho nên là chúng ta thấy từ xưa đến nay, từ thời phong kiến cho đến thời hiện đại này, bất cứ một quốc gia nào, một ông vua nào, hoặc một đấng gì, một đấng lãnh đạo quốc gia nào mà khởi cái ác tâm đốt chùa, phá hủy tượng Phật, kinh sách Phật, vân vân, thậm chí là hủy nhục và bán phá tam bảo, vân vân đó, thì những vị đó không sớm thì muộn đều gặp những cái quả báo, những cái kết cục thật đau khổ vậy. Ở Việt Nam chúng ta cũng có một thời gian như vậy. Bằng chứng cho đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại. Một số những người thời đó do về cái nhận thức chưa đầy đủ về Phật giáo, cho nên chúng ta thấy cũng có một cái cuộc gọi là cách mạng văn hóa, học theo Trung Quốc gọi là cách mạng văn hóa. Những cái dư âm đó và những cái quả báo đó, bây giờ chỉ có những người đó họ mới thấy là khiếp sợ. Chỉ những người ngày xưa làm những việc đó bây giờ họ mới thấy khiếp sợ. Nếu còn sống họ thực sự ai ai cũng thấy khiếp sợ vì những quả báo hiện tiền.
ngay cuộc đời này. Ngay cuộc đời này, chưa nói là cuộc đời sau đâu. Chúng tôi chưa nói đến nhân quả đời sau, mà nói nhân quả ngay cuộc đời này, thọ báo ngay cuộc đời này, gia đình, con cháu, thậm chí nhiều người là tan nát, bệnh tật, ốm đau, chết chóc, khổ đau cùng cực. Cho nên ở đây chúng ta thấy là ở thế giới của chúng ta này thì kém phúc hơn. Kém phúc hơn, cho nên chúng ta muốn nhìn thấy Phật ở thời này thì chúng ta phải gì ạ? Phải nặn từ hoàn đất, phải tạc từ cây gỗ, hoặc là từ gì? Đồng thiếc, đá, vân vân, để thành gì? Thành hình tượng của chư Phật để lễ kính. Nhưng còn Tây Phương Cực Lạc á, thì không cần phải làm điều đó. Do bi nguyện của Đức Phật A-di-đà, Ngài thể hiện ra gì? Vô lượng quang minh. Vô lượng quang minh đó, mỗi một quang minh là gì? Là có một đức hóa Phật. Trên một đức hóa Phật đó lại phóng vô lượng quang minh, và vô lượng quang minh đó lại có các đức hóa Phật A-di-đà trong đó. Để làm gì? Để cho các bậc thiện nhân được sinh về thế giới đó luôn luôn được nhìn thấy Phật, luôn luôn được nghe Phật thuyết pháp, và luôn luôn được thân cận thiện tri thức vậy. Ngày nay chúng ta tu tập, nếu mà cứ gần gũi, luôn luôn gần gũi bậc thiện tri thức, sách tấn chúng ta, động viên dạy bảo chúng ta, chắc chắn cái sự tiến tu đạo nghiệp chúng ta thì rất nhanh mà rất sâu, không bao giờ bị thoái chuyển. Nhưng chúng ta không gặp được bậc thiện tri thức, không được nghe, không được gặp bậc thiện tri thức giảng dạy cho chúng ta, thì chúng ta dễ bị lầm đường lạc lối lắm. Cho dù có tinh tấn một chút, nhưng gì? Lầm đường lạc lối cũng đi vào gì? Vào đường tà mà thôi. Cho nên thế giới Sa Bà chúng ta, đặc biệt ở trong giai đoạn này, tu khó là như vậy. Rất khó các quý vị, không phải đơn giản đâu. Vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài biết được điều đó, Ngài khuyên chúng ta gì? Sớm cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đặc biệt là thời mạt pháp này. Cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới là một biện pháp gì? Một biện pháp là an toàn nhất, nhanh chóng nhất, dễ thành tựu nhất. Đó. Cho nên ở đây đặc biệt là đưa cái bài tán Liên Trì nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để cho chúng ta nghe thấy, chúng ta hoan hỷ, chúng ta phát khởi tín tâm, và chúng ta phát nguyện gì? Nguyện tu hành, mong một kiếp gần nhất chúng ta được vãng sinh về đó. Trong ao không chỉ có gì? Có Đức A Di Đà đầy khắp đâu, mà còn có gì? Còn có Quán Âm Thế Chí, tọa sen đài, tọa tức là ngồi. Các ngài cồi kết già phu tọa ở trên gì? Trên đài hoa sen. Thường thì qua lại để sách tấn chúng ta, để thuyết pháp cho chúng ta nghe. Vì Quán Âm và Thế Chí là hai vị đại Bồ Tát thường trực ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các ngài là hai vị đại Bồ Tát thường thị giả hậu cận Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì thường chúng ta thấy ở bên tay gì? Tay trái của Đức Phật A Di Đà. Đức Đại Thế Chí thì ở bên tay, thường thị giả bên tay tay phải của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ở đây đặc biệt nói lên gì? Quán Âm Thế Chí tọa sen đài. Đây là gì? Là lấy cái hai vị Bồ Tát, hai vị đại Bồ Tát tiêu biểu để nói thôi. Còn thực tế ở Tây Phương Cực Lạc có vô lượng các vị đại Bồ Tát như thế, như Văn Thù cũng có, Hóa Thân ở đó, Phổ Hiền cũng có, Địa Tạng cũng có, Dược Vương có, Dược Thượng có, vân vân. Các ngài đều có thể dùng Hóa Thân ở đó để mà sách tấn chúng ta, động viên dạy bảo chúng ta, thậm chí các ngài gì làm bạn hiền với chúng ta. Đó, cho nên ở đây mới nói này, lấy hai vị đại Bồ Tát tiêu biểu Tây Phương Cực Lạc, chúng ta phải hiểu rằng thì có vô lượng các vị đại Bồ Tát cũng gì cũng ngự trên tòa hoa sen, quang minh bảy báu công đức vô lượng để dẫn dắt chúng ta gì không bị thoái chuyển trên bước đường tu đạo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên ở thế giới đó mới nói là
chúng sinh được vãng sinh về đó, không bao giờ bị thoái chuyển nữa, thẳng tiến tu cho tới gì? Tới thành Phật mà thôi. Câu tiếp theo là tiếp dẫn lên đài vàng. Tiếp dẫn ai? Tức là tiếp dẫn thần thức của những người gì? Những người niệm Phật, những người phát nguyện vãng sinh về cõi Phật A-di-đà. Sau khi xả bỏ báo thân thì cái thần thức nhà Phật của chúng ta gọi là trung ấm thân đó, hay còn gọi là thần thức đó. Ở ngoài đời, người đời thế gian chúng ta gọi, thì gọi là linh hồn đó. Cái linh hồn đó, cái thần thức đó vừa ra khỏi tấm thân thì A-di-đà Phật Quán Âm Thế Chí ở trên không trung phóng đại quang minh tiếp dẫn chúng ta về gì? Về chín phẩm hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Gá thần thức của chúng ta vào trong gì? Trong bông hoa sen. Và ở trong đó một thời gian tùy theo cái công đức năng lực tu tập của chúng ta mà hoa gì? Nở sớm hay muộn. À, nở sớm hay muộn. Rồi câu tiếp theo là đại thệ rộng sâu. À, đại thệ rộng mở. À, đại thệ rộng mở. Ở đây là chỉ cho gì? Cái là đại thệ nguyện của Đức gì? Đức Từ Phụ A-di-đà và Đức Quán Âm Thế Chí là gì? Là rất rộng lớn và luôn luôn mở cửa để tiếp dẫn chúng sinh không chỉ thế giới Sa Bà mà khắp trong mười phương thế giới tín Phật, niệm Phật, cầu sinh Tây Phương. Các ngài đều mở cánh cửa từ bi để tiếp đón những chúng sinh ấy về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, làm cư dân ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới vậy. Câu cuối cùng này, trong bài kệ này, nguyện khắp lìa trần ai. Câu trên thì nói về đại thệ rộng lớn của Đức Từ Phụ A Di Đà và Quán Âm Thế Chí. Câu dưới thì nói là gì? Hạnh nguyện của các ngài gì? Rộng khắp, khiến cho chúng sinh gì? Độ cho chúng sinh lìa sạch trần ai. Trần ai? Trần, chữ trần ở đây có nghĩa là bụi, là hạt bụi, là bụi trần. Ai có nghĩa là ai oán, là khổ sở, là ảo não, là đau thương. À, trần ai ở đây chỉ cho gì? Cái sự khổ ải ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta gì? Nhiều như bụi trần vậy. À, rất rất nhiều vậy. À, cho nên không thể tính đếm hết những cái điều khổ đau ở thế giới của chúng ta này. Nhưng người tu tập theo pháp môn này, pháp môn Quan Âm Tam Thầy niệm này, cũng như là tín Phật, niệm Phật, A-di-đà cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, khi xả bỏ báo thân được A-di-đà Phật Quán Âm Thế Chí tiếp rước về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì không bị một mảy may nỗi khổ ở thế giới Sa Bà chúng ta đeo bám đuổi theo về thế giới Tây Phương Cực Lạc nữa. Chúng ta rũ bỏ sạch lại tất cả sau lưng để thẳng về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Về đó thần thức gá được gá trong thai sen, hoa nở thấy Phật, tai nghe chính pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền ngộ pháp vô sinh, chứng được quả vị vô sinh pháp nhẫn, lên hàng thất địa Bồ Tát, dự vào hàng bất thoái chuyển thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, gọi chung là gì? Là bậc thượng thiện nhân vậy. Đó, đây là gì? Chốt lại cái bài tán liên trì. Rồi sau bài tán liên trì, chúng ta thấy đây là bài trên là nói về bài tán liên trì, là nói về hạnh nguyện của A Di Đà Phật và Quán Âm Thế Chí, đặc biệt là Đức Từ Phụ A Di Đà, sau đó là Quán Âm và Thế Chí cùng vô lượng thánh chúng Bồ Tát, nhưng đây chỉ nói tiêu biểu thôi. Rồi bài dưới là bài gì? Hồi hướng. Hồi hướng ở đây là gì? Là chỉ cho những thiện nam tín nữ, những tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta tu tập pháp hội này, chúng ta phát nguyện là gì? Nguyện được sinh trong cõi Tây Phương. Chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vì bạn lữ. Câu đấy là câu chữ Hán, còn đây là bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Đó. Chín phẩm hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc lúc nãy tôi nói rồi. Nguyện được sinh trong cõi Tây Phương, câu này là câu gì? Đại chúng chúng ta phải phát nguyện. Trong Trung Phong Tam Thể nói là gì? Ngài Trung Phong Quốc Sư nói là tín mà không nguyện thì giống như chiếc đỉnh thiếu gì? Thiếu một chân. Nguyện mà không hạnh thì vẫn chưa đầy đủ, cũng giống như chiếc đỉnh gì? Thiếu thêm một chân nữa. Đó. Có tín, phải có nguyện, phải có gì? Có hạnh. Thì ở đây nguyện được sinh về cõi Tây Phương đây chính là gì? Là nguyện vậy.
Khi được sinh về đó thì chín phẩm hoa sen là cha mẹ như lúc nãy tôi nói rồi. Hoa nở thấy Phật liền ngộ vô sinh, tôi cũng nói lúc nãy rồi. Bất thoái Bồ Tát, tất cả các vị Bồ Tát ở thế giới đó đều gì? Đều là bạn hiền của chúng ta vậy. Không có cái sự cách biệt như ở thế giới chúng ta. Chúng ta là phàm phu. Còn chư Phật Bồ Tát, hiền thánh tăng là bậc gì? Là thánh. Còn chúng ta là phàm phu. Các ngài là Phật, là Bồ Tát, là thánh, thánh hiền. Còn chúng ta là phàm phu. Còn về thế giới đó, chúng ta với các vị Bồ Tát bất thoái chuyển là bạn. Vì sao? Vì chúng ta cũng chính được, chứng được gì? Quả vị bất thoái chuyển rồi mà. Cho nên chúng ta cùng với các ngài là gì? Là bạn vậy. Rồi tiếp theo là bài khai thị số 2. Bài khai thị số 2 này, chúng ta thấy cái bài khai thị này là do chúng tôi soạn ra nương vào công đức quang minh của Phật, cầu nguyện Tam Bảo Phật Tổ, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng các ngài gia trì khai sáng cho để soạn ra. Bài khai thị này là dùng để gì? Câu bài kệ thứ 4 dòng, mỗi dòng 4 chữ. Ở trong đầu bài khai thị này, Quán Âm thị hiện, bi trí rộng sâu, biến khắp mười phương, âm dương chẳng cách. Đó. Ở đây là lời tán thán của gì? Của chúng ta. Chúng ta tán thán gì? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là gì? Là Quán Âm thị hiện. Tức là ngài Quán Âm á, Bồ Tát á, ngài thị hiện ra ở thế giới Tây Phương Cực Lạc hay là thế giới Sa Bà chúng ta, hay bất cứ thế giới nào đó, đấy đều là gì? Do bi và trí, do tâm bi và tâm trí vậy. Tâm bi đây là gì? Bi hôm qua chúng tôi nói là năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ, gọi là bi. Thì hay diệt trừ, hay tiêu trừ tất cả những gì, những nỗi khổ cho chúng sinh, đó gọi là gì? Gọi là bi. Trí, ngài dùng gì? Dùng trí tuệ, dùng vô lượng trí tuệ của mình, cả bi và trí rộng sâu vô lượng vô biên của mình để phổ độ chúng sinh vậy. Ngài thì hiện ở bất cứ ở trong gì? Hình dạng nào, như trong phẩm Hộ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong tam thể niệm này, chúng tới đây thì chúng ta đọc, chúng ta thấy đến cái đoạn mà gì? Người cần dùng thân gì thì ngài dùng thân đó để độ cho chúng sinh được giải thoát. Đó, đấy gọi là gì? Quán Âm thị hiện. Dù thị hiện bất cứ thân thể, thân hình nào, ở trong gì? Quốc độ nào, trong thế giới nào, trong chủng loại nào, tức là trong cái loài nào đó, thì ngài đều có thể gì? Thị hiện ở trong loài đó để phổ độ chúng sinh ở trong loài đó, giấu như con sâu, con trùng, con kiến ở trong loài súc sinh nhỏ bé như vậy, ngài gì? Ngài cũng thị hiện vào để độ chúng sinh. Nếu chúng sinh ở thế giới đó ngài thấy cần được hóa độ thì ngài đều thị hiện vào để hóa độ. Cho nên mới nói là bi trí rộng sâu là như thế. Biến khắp mười phương, âm dương chẳng cách. Ngài không chỉ giáo hóa ở trong một quốc độ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, không chỉ hai quốc độ là Tây Phương Cực Lạc và Sa Bà thế giới của chúng ta, mà ngài gì? Ngài dùng vô lượng thân hình biến khắp gì? Khắp mười phương, âm dương chẳng có sự cách biệt vậy. Âm dương chẳng cách, tức là âm dương chẳng có sự cách biệt vậy. Âm theo như cái sự hiểu nôm na của chúng ta gì? Âm ở đây là chỉ cho gì? Những chúng sinh đã gì? Đã mất. Chúng ta gọi là đã gì? Đã chết. Mà đã chết thì đi vào trong con đường gì? Con đường ngạ quỷ, con đường địa ngục, à, con đường gì? Quỷ thần, ma đói, vân vân. Ở trong cõi gì? Cõi u linh, địa ngục, ngạ quỷ, ma đói đó thì chúng ta gọi là gì? Gọi nôm na, gọi chung là cõi gì? Cõi âm. Còn cõi dương, cõi dương là chỉ cho cõi gì? Gì cõi dương thế của chúng ta này, à, cõi dương thế của chúng ta này. Nếu nói gì tột đỉnh của cõi dương đó chính là gì? Chư thiên ở các cõi
quái trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới vậy, đó cũng gọi là quái dương. Đó. Nhưng ở mức độ cao hơn, sâu hơn. Còn nếu thì hiểu từ âm dương ở đây, tức là quái người và quái gì? Quái ma quỷ địa ngục súc sinh, vân vân, ngạ quỷ. À, xin lỗi, ma quỷ địa ngục, à, ngạ quỷ, vân vân đó. Đó, cho nên đó chúng ta thường hay nói là đây là gì? Quái âm. À, quái dương là chỉ cho quái dương thế chúng ta này. Tất cả khi mà Bồ Tát Quán Thế Âm ngài thị hiện thì không có sự gì? Cách biệt vậy. Không có sự cách biệt, âm dương không có sự cách biệt, ngài đều có thể hóa độ được hết. Cho nên đấy là cái ý nghĩa tổng quát về gì? Về cái bài kệ 4 câu 16 chữ ở bài đầu bài khai thị số 2 này. Tiếp theo chúng ta thấy gì? Nay nhờ trai chủ 3 chấm. Trai chủ ở đây tức là gì? Chỉ cho những người đến tham dự pháp hội đó. Các vị để ý thấy gì? Chúng tôi đến đoạn đó chúng tôi hay đọc là nay nhờ trai chủ thất chúng đệ tử. Đầu tiên là thất chúng đệ tử. Thất chúng đệ tử là gì? Là tỷ khiêu. Tức là chỉ cho vị nam giới xuất gia thọ đại giới. Mình gọi nôm na miền Bắc, mình gọi nôm na là sư ông. Trong miền Nam và trong giáo hội gọi đúng là gì? Gọi là đại đức đó. Tỷ khiêu ni, miền Bắc chúng ta hay gọi là sư thầy, hay là còn gọi là sư già đó, à, hay gọi là sư già. Đấy, trong Phật giáo miền Bắc, các sư thầy, các sư ni, đó, các sư cô đó, hay gọi là sư già, à, hay gọi là sư già. Đấy, đây là những cái danh từ. Ví dụ ở trong Huế, đó, người cao nhất không gọi là hòa thượng đâu mà gọi là gì? Gọi là ôm. Gọi là ôm. Tức là ở miền Bắc mình gọi là gì? Gọi là ông đó, gọi là sư ông đó. À. Nhưng mà miền Bắc khi mà gọi là sư ông đó, gọi là ông đó, hay gọi là sư ông đó, tức là gì? Là còn nhỏ. Có nghĩa là mới thọ đại giới xong thì gọi là sư ông, còn rất nhỏ, ở trong hàng tỷ khiêu. Nhưng còn khi ở trong Huế khi gọi là ông á, có nghĩa là gì? Là rất to. Có nghĩa, ở trong giáo hội còn là cái vị này phải gọi là vị đại lão hòa thượng. Hòa thượng rồi, là to rồi, là cao rồi, nhưng mà gọi là đại lão hòa thượng, tức là tuổi đời và tuổi đạo đều là bậc cao niên, lạp trưởng đạo hạnh gì, cao vời, cho nên gọi là ôm. Mình gọi là đại lão hòa thượng. Chúng ta thấy cũng chức danh hòa thượng, nhưng mà vị mới thọ giới hòa thượng á, thì chỉ gọi là gì? Là hòa thượng không thôi. Chứ khi mà gọi là đại lão hòa thượng, ví dụ như miền Bắc chúng ta là như Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ giáo Phật giáo Việt Nam bây giờ mới được gọi là gì? Gọi là đại lão hòa thượng. Hay là Đức Đệ Nhất Phó Pháp Chủ. Đức Đệ Nhất Phó Pháp Chủ. Đại lão hòa thượng Thượng Thanh Hạ Sam. Hay là đại lão hòa thượng Thượng Linh Hạ Đàm đó. Đó, thì cái các ngài đó mới được gọi là đại lão hòa thượng. Còn các vị hòa thượng như là hòa thượng Thượng Thanh Hạ Nhiễu là chỉ gọi là hòa thượng thôi, Phó Chủ tịch Thường trực Giáo Phật giáo Việt Nam phụ trách các tỉnh phía Bắc. Là hòa thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm, Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội, trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội đó. Đó chỉ là gọi là hòa thượng thôi, không được gọi là đại lão hòa thượng. Chưa được gọi là đại lão hòa thượng. Nói đúng hơn là chưa được gọi là đại lão hòa thượng. Đó, có sự phân biệt. Cứ hòa thượng, không phải hòa thượng nào cũng giống nhau. À, khi mà gọi các vị cao niên lạp trưởng đạo cao đức trọng thì thêm là đại lão hòa thượng. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói thêm một chút cho các Phật tử chúng ta biết được những danh từ, danh xưng ở trong nhà Phật, ở trong hiến chương giáo hội nói chung, và ở trong gì cái danh từ gọi của ba miền nói riêng là như thế. Miền Bắc chúng ta khi mà gọi là sư ông á, có nghĩa là mới thọ giới tỷ khiêu lên, nhưng khi một thời gian sau á, 5 năm 10 năm thì gọi là đại đức. Đúng với hiến chương giáo hội thì thọ giới xong, tỷ khiêu lên xong một cái là gọi là đại đức luôn rồi. Nhưng mà ở miền Bắc chúng ta thì thường mà những vị mà từ khoảng độ tầm 10 hạ trở lên đến 24 hạ thì thường là gọi là đại đức. Còn đến năm thứ 25, tức là 25 tuổi đạo đó, được tấn phong thượng tọa, khi đó mới gọi là thượng tọa. À, còn những vị mới thọ giới tỷ khiêu thì gọi là sư ông, hay gọi tắt là gì ông, vân vân. À, còn bên ni thì gọi là sư già. À, khá khá thì cũng khoảng 10 mấy tuổi đạo thì mới gọi là sư cô, hay là chúng ta hay gọi là thầy. Miền Bắc hay gọi chung một cái từ là thầy. Đó, thầy, quý thầy, vân vân. Ở nay nhờ trai chủ thất chúng đệ tử tỷ khiêu ni thức xoa mana
là chỉ cho những vị nữ xuất gia thọ 10 giới sa di rồi, còn thêm gì? Còn thêm các học pháp mà Đức Phật chế định cho gì? Cho các vị nữ học trong vòng 2-3 năm sau đó mới thọ gì? Mới được thọ đại giới, nên là tỷ kheo ni, thức Samana. Sa di là chỉ cho vị nam giới thọ 10 giới, vị nam giới xuất gia thọ 10 giới và Sa-di. Sa-di-ni cũng là chỉ cho những vị nữ giới xuất gia thọ 10 giới và Sa-di-ni. Đấy gọi là năm chúng xuất gia. Còn hai chúng nữa là chúng tại gia, đó là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Đó. Các vị thấy là tôi thì đến đoạn này tôi thường hay đọc là thất chúng đệ tử, tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, thức Samana, Sa-di, Sa-di-ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và gì? Và hợp đồng chư gia, chư nhân, chúng đẳng. Vì sao lại có chữ là gì? Hợp đồng chư gia chư nhân chúng đẳng, vì trong pháp hội ấy, trong pháp các pháp hội ấy có rất nhiều người chưa phải là gì, là Phật tử, chưa phải là người quy tam bảo, cho nên không thể gọi là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Người đó mới chỉ gọi là gì, thiện nam tín nữ, đi chùa mà chưa quy tam bảo, chưa được gọi là đệ tử Phật, mới chỉ được gọi là thiện nam và tín nữ mà thôi. Tức là hướng cái tâm thiện đến cửa Phật một chút, cửa từ bi một chút, và biết lễ Phật, biết cung kính, biết cúng dường, biết lạy Phật, vân vân đó, thì đó. Nhưng chưa quy tam bảo thì mới chỉ gọi là thiện nam và tín nữ. Hợp đồng chư gia, chư nhân chúng đẳng. Tức là có rất, trong đó có rất nhiều những gia đình đứng tên cho cả gia đình để làm sớ cầu gì? Cầu an. Có thể đại diện một hai người đến, hoặc là có thì có gia đình cả nhà đến để làm lễ gì? Cầu cho âm siêu dương khánh. Cho nên ở đây mới gọi là chư gia, chư nhân chúng đẳng, tức là chúng đẳng, tức là tất cả đại chúng tham dự pháp hội, nhân đến trên từ chư gì, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Bát Bộ, Pháp Thiện Thần, giữa là con người và dưới là chúng thần linh, rồi quỷ thần, rồi chúng ma quỷ, tinh mị vọng lượng, nhưng có duyên với Phật Pháp đến tham dự pháp hội đó, cho nên gọi là chư gia, chư nhân chúng đẳng. Cái hai từ chúng đẳng đó có nghĩa là có rất rất nhiều người, nhiều loại trời rồng, quỷ thần, dạ xoa, la sát, vân vân ở trong đó, họ cũng về tham dự pháp hội với chúng ta. Chúng ta do gì? Phàm phu, nghiệp chướng, cho nên gì? Mắt tuệ chưa được khai thông, thiên nhãn chưa có, cho nên không nhìn thấy các ngài mà thôi. Chứ còn người nào mắt tuệ khai thông, thiên nhãn có rồi, thế nhìn thấy gì? Vô lượng chúng Thiên Long, Bát Bộ, Pháp Thiện Thần và chúng quỷ thần về tham dự pháp hội này cùng với chúng ta đấy, không phải đơn giản đâu. Đó. Thì không có sự gia trì của các ngài á, thì pháp hội không thể thành công được. Chúng ta thấy đạo tràng chúng ta trong những năm gần đây tổ chức cái gì á, cũng rất đông người đến tham dự. Vì sao? Vì có sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, có sự giúp đỡ của hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, và có sự cộng hưởng rất rất nhiều người ở thế giới tâm linh, ở cõi âm, họ cũng gì, cũng gia trì và cùng về tu tập với đạo tràng chúng ta. Cho nên chúng ta tổ chức cái gì nó cũng gì, cũng rất là dễ dàng và thành tựu rất lớn ở trong cái mọi công việc hoằng pháp cũng như tổ chức pháp hội đó. Đó. Cho nên ở đây có từ cung kính vì ai, thì chúng ta thấy là thường thường lúc đó tôi hay đọc là gì, vì chúng sinh trong cửu pháp giới, tức là trong chín cõi trên, từ Bồ Tát, dưới Bồ Tát là Bích Chi, dưới Bích Chi Phật là A La Hán, đấy là ba cõi của bậc thánh. Dưới A La Hán là chư thiên, dưới chư thiên là cõi gì, cõi A Tu La, dưới A Tu La là cõi gì, cõi người, dưới cõi người là cõi gì, cõi súc sinh, dưới súc sinh là ngạ quỷ, dưới ngạ quỷ là địa ngục, tuần tự từ trên xuống dưới, đó gọi là chín cõi, cửu pháp giới, tức là gì, chín pháp giới, chúng sinh, chúng ta vì chín pháp giới chúng sinh để mà hồi hướng, để mà kiến lập đàn tràng này, trong đó có cả lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, giống đến người thân chúng ta đã qua vãng hoặc hiện tại đang còn sống, chúng ta đều vì họ mà thiết lập đàn tràng phổ môn hạnh nguyện. Vì sao lại gọi là thiết lập đàn tràng phổ môn hạnh nguyện? Vì á,
Cái đàn tràng này á, gọi là đàn tràng, gọi có tên là gì? Phổ Môn Hạnh Nguyện. Một cái tên nữa gọi là Phổ Môn Hạnh Nguyện. Tên chúng ta thường gọi là Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Nhưng ở đây có thêm một cái đàn tràng gọi là Phổ Môn Hạnh Nguyện. Vì sao gọi Phổ Môn Hạnh Nguyện? Vì cái kinh chúng ta dựa vào để tu trong pháp hội này chính là gì? Là phẩm Phổ Môn ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà phẩm Phổ Môn ở đây là nói về Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho đại chúng biết ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là có một vị đại Bồ Tát có cái hành nguyện rất là rộng lớn, gọi là Phổ Môn. Chữ Phổ có nghĩa là rộng khắp, Môn có nghĩa là gì? Là cửa. Tức là Quán Thế Âm Bồ Tát dùng vô lượng hành nguyện, dùng vô lượng cái cửa phương tiện để phổ độ chúng sinh rộng khắp trong mười phương thế giới. Cho nên ở đây gọi là Phổ Môn Hạnh Nguyện. Ở đây Phổ Môn ở đây cũng tương đồng với phẩm Phổ Môn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thứ 25 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên ở đây mới nói kiến lập đàn tràng Phổ Môn Hạnh Nguyện chuyên vì hồi hướng nguyện cầu. Cầu cái gì thì chúng ta sẽ đọc vào đấy. À, đến đoạn nào chúng tôi đọc đến đoạn đấy, có thể chúng ta gì? Chúng ta ở theo khóa lễ, chúng ta thầm hướng cái tâm nguyện chúng ta cầu cái gì. Ví dụ mà người đi dự lễ để cầu gì? Tiêu tai giải bệnh thì chúng ta gì? Đọc tên của mình lên. Hoặc chúng ta hồi hướng cho ai đó thì chúng ta gì? Đọc tên của người đó lên, địa chỉ, tên tuổi địa chỉ, đang bị bệnh gì thì cầu gì? Cầu đạo bệnh, cầu được Bồ Tát Quan Âm giúp cho được sớm gặp thầy gặp thuốc, hoặc sớm tiêu trừ nghiệp chướng mà bệnh được thì được khỏi. Hoặc nếu chúng ta cầu ví dụ như con trai không biết vì sao mà mãi không lấy được vợ, cứ yêu cô nào thì lại bị nó đá, hoặc tự thấy chán mà bỏ. Hoặc con gái cũng vậy, đối lại thì con gái cũng thế, muốn lấy chồng nhưng mãi chả lấy được, muốn có một mảnh tình vắt vai nhưng mãi chả có, vân vân chẳng hạn. Hoặc là có nhiều mảnh tình vắt vai nhưng mà khi muốn tiến đến hôn nhân thì hoặc tự mình bỏ hoặc người ta lại bỏ mình. Cho nên á, mãi mong muốn mà chẳng được, cho nên cũng sinh tâm gì khổ. Nay muốn hết khổ, đến pháp hội này cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và mười phương chư Phật Bồ Tát và lực của đại chúng chư tăng và đại chúng tham dự pháp hội gia trì cho, hồi hướng cho, thì họ gì? Trả hết cái nợ oan khiên tiền kiếp, trả hết cái nợ oan gia trái chủ mà ở ngoài đời họ đi xem họ gọi là căn cao số nặng, họ gọi là có nợ tiền duyên đó, và có nợ tiền duyên. Trong trường hợp những cái trường hợp khó lấy vợ lấy chồng cứ đi xem thầy đồng thầy cốt mà xem, họ sẽ nói gì? Đó là căn cao số nặng, hoặc là gì? Hoặc phải trả nợ tiền duyên. Tức là gì? Cái duyên ở kiếp trước là có nợ với cái với một vong linh nào đó, cho nên nay họ giữ, họ không cho đi lấy vợ, không cho đi lấy chồng. Có không? Có. Cái này tôi giảng rất nhiều, tôi nói khá nhiều rồi. Vì sao mà có? Vì đời trước kiếp trước chúng ta có thể đã từng làm vợ là chồng, hoặc đã từng yêu nhau, phát nguyện là đời đời sinh ra gì làm vợ làm chồng của nhau. Nhưng mà khổ nỗi đời này á, kiếp này gì? Một người thì sinh ra làm người rồi, người kia thì vẫn còn ở gì? Ở dưới quay âm. Đó, tương tự như vậy chúng ta gì? Chúng ta mặc dù có thể là không sinh cùng tháng cùng ngày cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Xem những bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc, chúng ta thấy là ngày xưa bên Trung Quốc họ hay thề như thế, kể Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng hay thề như thế. Nhưng chúng ta có mấy khi, có mấy ai, mấy cặp đôi vợ chồng nào hoặc mấy người bạn thân nào phát nguyện như vậy mà sau này có chết cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ với nhau không? Gần như không có, ít lắm, rất ít, trừ chiến tranh loạn lạc hay là hỏa hoạn hay là lũ lụt gì đó vân vân, một cái gì đó mới chết cái kiểu như thế. Kể cả đôi vợ chồng phát nguyện với nhau trăm năm đầu bạc răng long, sống cùng sống, chết cùng chết, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nhưng mà xin thưa các quý vị, đến khi ông chồng chết trước hoặc bà vợ chết trước á, cái người còn lại xem lo sốt vó để đi cầu đi cúng để cho gì? Cho cái vong đó sớm được siêu thoát, hoặc là cho vong đó không được, không thể quay trở lại để bắt mình đi nữa. Chúng ta thấy ở người đời nó là như thế. Chết vợ hoặc chồng mới chết xong, đi xem ông thầy bảo là trùng tang trùng phục. Nếu gặp các thầy chùa, các vị sư mà tu tập đạo Phật chân chính, các vị hướng cho cách là hồi hướng tụng kinh niệm Phật để siêu độ cho vong còn đỡ khổ. Còn gặp các vị tu tập mà tham tiền tham của, nó lừa cho, nó bảo cúng cho rồi nó cho bùa cho bèn,
thậm chí gặp ông thầy phù thủy nữa thì càng chết. Cho bùa cho chèn cho bèn, nó bảo nhốt vong, khóa vong lại, bắt vong lại để cho nó khỏi về, khỏi về để chỉ điểm ma quỷ để bắt người thân đi tiếp đó. Thì ai đi xem thấy trùng tang trùng phục thì thường là sợ sệt hay làm những cái điều như thế đấy. Bình thường lúc còn sống, lúc còn trẻ, còn khỏe, lúc còn đang thanh niên 18 đôi mươi thì phát nguyện yêu nhau trọn đời, đầu bạc răng long, một mái nhà tranh hai trái tim vàng, đói khát khổ sở vinh nhục có nhau, thể đời đời cùng gì, cùng nhau kết tóc xe duyên thế này thế khác vân vân, đủ các kiểu thể bồi trong gì, trong khi đôi bạn trẻ nam nữ yêu nhau. Nhưng chúng ta thấy rằng khi mà một người mất trước một người mất sau, sinh ra cái chuyện là bùa bèn cầu đảo để làm sao cho người đó thì cái vong hồn nó không về để bắt mình đi được nữa đó. Nhưng mà do người kia có thể chưa hiểu được cái điều đó, do tình yêu quá quyến luyến cho nên chết đi rồi vẫn đi tìm người yêu của mình, tìm. Thậm chí có trường hợp này, tôi gặp vài trường hợp mà con quỷ nó nhập vào, một vài trường hợp nó không cho đi lấy chồng. Có trường hợp ở dưới Mỹ Đức, nó bảo nó đã đi tìm hơn 3.000 năm nay. Con quỷ nó đi tìm cái cô gái hơn 3.000 năm nay. Và một trường hợp ở bên Đông Anh, một cái cô sinh viên học năm thứ tư vậy, đã đưa sang đây và gặp một con tinh bạch hổ đấy, cũng hơn 1.000 năm nay. Nó nhập vào, nó bảo khi mà nó nhập vào nó đúng như con hổ, nó gầm gừ, giơ tay lên như là móng vuốt hổ và nhe răng ra như là răng hổ. Nhìn thấy người và nó dọa người, nhìn khiếp, khủng khiếp như thế. Rồi nó lăn lóc, nó bò xoài, nó bò như là hổ bò, như là hổ chuẩn bị vồ mồi. Nó bảo nó là cái con hổ thành tinh hơn 1.000 năm nay. Nó đi tìm vợ nó, và nay cô gái chính là vợ nó kiếp trước. Nay tìm thấy rồi, nó muốn bắt cô ấy để xuống làm vợ nó. Đấy. Chúng tôi gặp những cái trường hợp như vậy. Còn thực hư như thế nào thì cái này thì chúng tôi không dám bàn đúng hay sai. Chúng tôi chỉ nói là gặp những cái trường hợp như vậy. Không muốn tin thì cũng không được. Mà tin thì mình chưa có thiên nhãn thông, chưa nhìn thấy rõ, cho nên cũng không dám nói đấy là có thật. Cho nên đây kể cho các quý vị thấy. Có những câu chuyện như vậy. Nhưng mà theo những cái kinh nghiệm tu tập của chúng tôi, cũng như đã giúp được cho khá nhiều những người mà ở trong những cái trường hợp dính vào cái chuyện tâm linh như vậy, chúng tôi có thể khẳng định với các vị rằng thì có cái thế giới tâm linh này, có thế giới tâm linh này. Chúng ta đừng nghĩ rằng gì là không có. Các tổ nói rồi, chúng ta học Phật đó, có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cùng không. Cái này có, Phật nói trong Kinh A Hàm gì, cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. Tất cả đều là gì? Những cái sự tồn tại do cái sự, do các mối nhân duyên đan xen qua lại chẳng chịt với nhau mà có vậy. Không có một cái gì tồn tại độc lập riêng ở trên đời này cả. Cho nên các tổ mới giải thích lời Phật nói là có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cùng không, là như thế. Hay cụ thể là trong kinh Đức Phật nói gì? Cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt vậy. Cho nên ở đây chúng ta hồi hướng, chúng ta hồi hướng cho những oan gia trái chủ, cho những người thân của chúng ta, thậm chí là cho những người gì đang đeo đuổi chúng ta ở dưới quái âm, họ đang đeo đuổi chúng ta, họ giữ chúng ta, không cho chúng ta gì, chúng ta lấy vợ, hoặc không cho chúng ta lấy chồng, vì họ vẫn coi ta như vợ, như chồng của họ, cho nên họ giữ, họ không cho đi, hoặc là họ coi ta như người yêu của họ vậy. Đã từ khi có cái Pháp hội Quan Âm cuối năm 2016 đến nay á, đã giải quyết cho rất nhiều đôi nam nữ tìm đến được với nhau, khiến cho nhiều đấng cha mẹ thấy hoan hỷ, thấy mãn nguyện về ước mong của mình, đó là con trai lớn thì lấy vợ, con gái lớn thì gả chồng. Có trường hợp 35, 40, thậm chí ngoài 40 rồi, nó cứ ngồi như vậy,
Nó cứ ở như vậy, nó định làm bà cô ở trong nhà, định làm ông mãnh ở trong trong nhà. Thân làm cha làm mẹ thì thấy buồn lắm. Dục nó thì nó cũng bảo là ấy, lấy thì phải có người yêu rồi mới lấy. Chẳng yêu chẳng có người thì yêu thì lấy sao được. Mà mình chẳng yêu người ta, người ta chẳng yêu mình, lấy sao được. Thì sau khi có cái pháp hội này, tham dự pháp hội này, chúng tôi bảo họ là về lại tụng thêm kinh Địa Tạng để hồi hướng cho gì, cho những oan gia trái chủ, cho những cái người thân, thậm chí là vợ là chồng hoặc là người yêu của mình ở dưới cõi âm đang theo sát mình. Mà như các ông thầy đồng ấy, họ nói là nợ gì, nợ tiền duyên đó, đó. Họ hay hỏi xem, xem thấy bảo là nợ tiền duyên đó. Cho nên đó, phải cắt tiền duyên đó. Nhưng mà cắt có phải ăn cắt được đâu các quý vị, không phải đơn giản đâu, không phải ông thầy nào cũng cắt được, không phải ông sư nào lễ cắt được, không phải ông thầy đồng bóng nào cũng có đủ năng lực, ông thầy phù thủy nào cũng đủ năng lực để cắt tiền duyên được đâu. À, không phải đơn giản. Ví dụ tôi nói với các quý vị, ngay trong cuộc sống này đôi vợ chồng đang sống hạnh phúc với nhau, tự nhiên chúng ta đến, chúng ta gì, chúng ta chia rẽ gia đình họ được sao? Không có cái chuyện đó. À, trừ trường hợp đôi vợ chồng họ không chung sống được với nhau nữa, họ ra gì, ra chính quyền, ra ủy ban, họ đệ đơn để gì, để xin ly hôn. Đó. Và sau khi nhận được cái đơn ly hôn của họ, địa chính quyền địa phương ban hòa giải, địa phương chính quyền địa phương từ cấp phường cấp xã trở xuống, thậm chí là cấp huyện cấp thị xã trở xuống đó, là phải đi gì? Đi vận động họ đã. Đó. Bên hội phụ nữ hoặc là hội cao tuổi hoặc Mặt trận Tổ quốc, à, những cái hội mấy cái khối đoàn kết này đó, và khối các tổ chức xã hội của nhà nước này đó, là phải vào cuộc để đi gọi là đi hòa giải. Hòa giải cho đôi vợ chồng đó đã. Nếu mà họ hiểu nhau ra, họ hiểu ra mà thì họ đi rút đơn lại đó, thì thôi. Mà còn nghe rồi mà họ hòa giải đến 5-3-7 lần rồi mà họ vẫn nhất quyết ly hôn đó, thì tòa án phải mở một cái phiên tòa để gì? Để tuyên bố, làm cái nghi thức là tuyên bố gì? Hủy cái giấy kết hôn của họ trước đây, và tuyên bố thì hai người đã gì, đã được tự do. Đó, chúng ta thấy không phải là đơn giản đâu. Đó, chúng ta đừng có nói là chúng ta, người ta đến chúng ta xin là cúng và là đến là cúng, họ bảo là nộp vài triệu vài chục triệu là cúng cắt tiền duyên cho họ là xong đâu, không có đâu. Để cả một quá trình chúng ta làm lễ tụng kinh niệm Phật, sám hối, hồi hướng cho các vong kia, rồi thậm chí là gì, giảng pháp cho các vong kia, họ nghe họ hiểu ra, à, âm dương cách biệt, ta có yêu cũng chẳng thể lấy được nữa. Tôi hồi hướng cho họ, bảo họ là gì, nếu mà thực sự yêu nhau á thì tu tập đi, đời sau thì đều được làm người hoặc đều làm chư thiên, về cõi thần tiên hoặc cõi gì, cõi người để mới làm vợ làm chồng với nhau được. Còn bây giờ âm dương cách biệt, càng yêu càng đau khổ, càng làm cho nhau đau khổ mà thôi. Đó. Chúng ta thấy ở thế gian này có chuyện gì? Xa mặt cách lòng. Xa mặt cách lòng. Đấy. Có chuyện đó, có rất nhiều những chuyện đó. Đấy. Cho nên ấy, ở đây huống chi là gì? Âm dương cách biệt như thế. Vì vậy mà lúc đó họ sợ. Sợ người dương thì lại sợ người âm theo. Tìm mọi cách để trừ đi. Người âm thì thấy thì người mình yêu bội bạc, phản bội mình thì có khi lại gì, càng đau khổ mà thậm chí là sinh ra thù hận. Cho nên đó, phải lấy gì? Lấy giáo lý của Đức Phật, lấy lòng từ bi của Đức Phật, lấy quang minh công đức của chư Phật Bồ Tát để rửa đi cái mối thù hận đấy. Và để khuyên bảo cho họ hiểu được rằng âm dương cách biệt, càng theo càng khổ. Nếu thực sự có duyên thì hãy tu đi để đời một kiếp sau hoặc một kiếp sau nữa đủ duyên gặp nhau, tiếp tục làm vợ làm chồng cùng nhau, vân vân. Cho nên cái trường hợp mà con gái lớn không lấy được chồng con gái, con trai lớn không lấy được vợ, con gái lớn không gả được chồng đó, thì khi đó các Phật tử chúng ta hoặc những đôi nam nữ là đến, những nam thanh nữ tú này đến thì đến lễ thì chúng ta cứ cầu nguyện là chuyên vì hồi hướng cho, có thể là con tên là gì đó, hoặc là con của con, hoặc cháu của con, hoặc bạn của con tên là gì đó, địa chỉ ở đâu, nói rõ lên và
mình lẩm nhẩm mình cầu thôi, chứ lúc đó đừng có cầu to quá, vì thầy ở dưới ban Địa Tạng, ban Quan Âm á, đang đọc cái này, thì chúng ta thì những người đi lễ thì chỉ mình đọc thầm ở trong gì, trong tâm mình thôi, máy máy môi hoặc là lâm dâm phát ra tiếng nhẹ nhẹ ở một mình nghe thấy thôi đó, hoặc là cầu siêu, cầu bình an, cầu lộc, cầu tài, vân vân, cầu cái gì đó. Cái chữ cầu ba chấm này là dành cho chúng tôi, ai muốn cầu cái gì thì cứ thế mà lắp vào đó. Còn thầy thì thầy chỉ đọc chung thôi. Riêng thỉnh sơn tăng lên tòa, cái câu gì chuyên vì hồi hướng nguyện cầu cái gì đó vân vân đó, nay thỉnh sơn tăng lên tòa. Mày tôi cũng là gọi là tạm gọi là sơn tăng. Sơn tăng trên hình thức thôi, chứ sơn tăng ngày xưa, sơn tăng ở đây là chỉ cho những vị tu hành đạo hạnh ẩn cư ở trên núi nhiều năm và có đạo cao đức trọng, hành nguyện độ sinh. Nay vì muốn hành nguyện độ sinh được viên mãn cho nên các ngài hạ sơn để phổ độ chúng sinh, các ngài lên tòa là như gì? Mở lời thuyết pháp là như sư tử hống ấy. Còn tôi thì như là con mèo nó hống, như con mèo nó kêu, chưa ăn thua gì đâu. Sư tử các ngài thì là các bậc sơn tăng, cao tăng, thạc đức thì lên tòa thuyết pháp. Thuyết pháp thì như tiếng sư tử hống, như tiếng hổ gầm. Còn tôi thì như tiếng mèo kêu. Các vị có nghe thấy thì có một số người cũng động viên và là nghe thầy thuyết pháp cả ngày cả đêm không chán, nghe hết ngày này qua ngày khác này, tâm rất là an định, rất vui. Thì thôi đấy cũng là các vị động viên tôi như thế, cho nên tôi thấy là cũng vui vui một chút, mà có nhiều hôm là mệt mỏi thân thể nhưng mà cố gắng lên để thuyết pháp, dùng cái tiếng mèo rống của tôi để rống để có thể là gì? Thức tỉnh được ai đó thì thức tỉnh, thì các vị cũng hoan hỉ cho. Cho nên nay thì nếu gọi là sơn tăng á, về mặt thì cả nghĩa đen và nghĩa bóng thì tôi chưa xứng đáng đâu. Còn nếu nói là gì sơn tăng á, theo nghĩa gì nghĩa đen á, thì chắc cũng có thể. Vì sao? Vì tôi cũng có chùa trên núi. Mà chùa là núi tổ của Việt Nam nữa. Chùa trên núi Tản Viên, núi Tản Viên được gọi là tổ sơn của Việt Nam nè. Trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư gọi là núi Tản Viên được gọi là tổ sơn của đất nước Việt Nam chúng ta đó. Mà tôi lại có duyên là Phật Tổ Bồ Tát rồi Tam Vị Đức Thánh Tản, tối linh thượng đẳng thần là các ngài cũng hoan hỷ cúng dường Phật và cho tôi được xây dựng cái ngôi chùa ở trên này, lưng chừng núi Tản Viên, ở sườn tây núi Tản Viên, có cái tên gì tên cùng với tên núi luôn, đó là chùa Tản Viên. Cho nên nếu là nói về nghĩa đen đó thì có thể gì tôi cũng tạm gọi là một vị sơn tăng, thế là cũng có chùa gì trên núi và cũng có gì có mấy năm vài năm tu tập ở trên gì trên núi rồi. Nhưng còn nghĩa bóng ấy, đó là người bậc có đạo cao đức trọng, ẩn cư trên núi thâm sơn cùng cấp nhiều năm, đạo cao đức hạnh viên mãn rồi các ngài mới hạ sơn độ sinh ấy, thì tôi chưa làm được điều đó. Các vị hoan hỉ cho. Các cụ ngày xưa nói thôi, không có gì, không có cua thì bắt cá làm trọng ấy, không có trâu bò thì bắt người kéo cày vậy. Chúng ta thấy người kéo cày chưa? Ngày xưa tôi còn bé, gia đình nhà tôi nghèo cho nên không có tiền mua trâu, cho nên khi làm mạ là tôi thấy bố tôi thì cầm cái cày và cái bừa, còn hai ông chú của tôi thì làm trâu, tức là ba người mới cày mới bừa được, hai người thì làm trâu, còn ông cụ nhà tôi thì làm người thì cầm cày hoặc cầm bừa. Tôi ngày xưa tôi còn bé tôi nhìn thấy, đích thân tôi nhìn thấy cái điều đó. Cho nên các cụ nói là không có người, không có trâu bò thì bắt người làm trâu, là chỗ đó. Mà sức người thì làm sao bằng sức trâu được đó. Ý muốn nói này là thôi thì không có bậc hiền tài thạc đức xuất hiện ở gần đây, thì thôi thì tạm thời các vị cũng hoan hỉ để cho gì? Tôi tạm thời để ngồi lên trên đàn tràng để tuyên dương Phật Pháp phổ độ chúng sinh, các vị cũng hoan hỉ. Cho nên nay mới nói là riêng thỉnh sơn tăng nhờ vào giáo pháp. Nhờ vào giáo pháp gì? Quán Âm Bồ Tát Tam Thời Niệm Phật Sự. Đây là gì? Là pháp Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm. Chư vị thần linh
cùng thiện nam tín nữ chúng đẳng. Ở đây là chư vị thần linh, thần linh ở đây là chỉ cho trên thì chư vị Bồ Tát, Bích Chi Phật, Thanh Văn La Hán, Hiển Thánh Tăng, chư Thiên Long, Bát Bộ Pháp Thiện Thần, đó gọi là chư vị thần linh cùng thiện nam tín nữ, tức là những người nam có tâm thiện đến dự pháp hội và nữ có tâm thiện đến dự pháp hội này chúng đẳng, tức là những người gì, những người đến với cái gì, cái lời mong cầu có thể là đến để xem nghe nói là ông này, ông ấy mở được pháp, mở pháp hội Quan Âm là đông người lắm, ông ấy tự hội tập, tự viết ra cái bộ này, đến xem ông ấy làm như thế nào, vân vân chẳng hạn, hoặc vào xem, vào mạng xem ông làm như thế nào, vân vân, hoặc đến dự xem ông làm như thế nào. Cho dù vì một động lực gì mà đến, tôi không cần biết, miễn là có mặt trong hội trường đều gọi là chúng đẳng, đều gọi là chúng đẳng. Họ đến với trong đạo tràng, đến với pháp hội bất cứ bằng mục đích gì, hoặc thăm dò, hoặc là theo dõi, có không? Có. Pháp hội nào chúng ta ít nhất cũng có phải đến vài chục người thăm dò và theo dõi, thậm chí tôi không muốn nói là hàng trăm, nhưng mà không sao, tốt thôi. Họ càng thăm dò chúng ta thì họ càng hiểu chúng ta hơn, họ càng theo dõi chúng ta thì họ càng gì, càng biết chúng ta hơn. Khi họ hiểu và biết chúng ta thì đương nhiên họ sẽ gì? Họ sẽ ủng hộ chúng ta thôi, không có gì phải lo cái điều đó. Cho nên đây mới gọi là chúng đẳng. Gặp duyên thù tháng này, dù là đến với pháp hội này bằng cái gì, bằng cái mục đích gì đi chăng nữa, nhưng nay gặp duyên thù tháng này, tức là gặp được pháp hội Quan Âm Tam Thầy Niệm này, rất khó đấy các quý vị. Trên thế giới này duy nhất chỉ có Việt Nam chúng ta mới gì, mới có pháp hội Quan Âm Tam Thầy Niệm này thôi. Vì sao? Vì pháp hội này mới được chúng tôi hội tập và được tổ chức trong vòng có hơn một năm nay. Nói năm mà thì sang năm thứ ba, nhưng mà thực tế mới có hơn năm nay. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2016, bắt đầu là khai mạc mở pháp hội đầu tiên. Cho nên đến nay thì mới thực tế là mới có hơn một năm thôi. Đó, cho nên dù đến bằng cái tâm tư, cái mục đích gì đi chăng nữa, nay gặp cái duyên thù tháng này thì hãy gì, hãy tự nghiêm túc oai nghi, tất cả đều phải tự mình chỉnh đốn mọi hành vi của mình để cho gì, cho đầy đủ oai nghi phép tắc là một người đến dự pháp hội. Hãy tự nghiêm túc oai nghi đến dự dưới tòa, tức là nay đã ở đến gì, ở đến dự ở dưới cái tòa để tòa pháp này rồi á, thì phải gì, phải kính nghe diệu pháp, một lòng tiếp gì, tiếp thụ. Đã đến rồi thì phải kính nghe diệu pháp, một lòng tiếp thụ. Tôi không biết anh đến với gì, với đạo tràng của chúng tôi bằng gì, bằng cái tâm dò xét, bằng cái ý niệm dò la, hay là bằng cái mục đích gì đi chăng nữa tôi không cần biết, nhưng miễn là anh đến đây, các cụ nói rồi, nhập gia tùy tục, anh làm cái việc riêng của anh gì thì tôi không cần biết, anh muốn làm việc gì riêng của anh thì làm. Nhưng anh vào trong đạo tràng của chúng tôi, khi mà gì, đại chúng cầm quyền kinh, bảo gì, hô gì, lễ, thì vị đó không lễ là gì, nó tỏi cái đuôi ra ngay. Họ hô lên, vị đó cũng gì cũng phải lên, nếu không lên nó cũng tỏi cái đuôi ra ngay. Mọi người sẽ biết ngay anh ta đến chùa để vì mục đích gì, hoặc là cô ta đến chùa vì mục đích gì. Cho nên á, đến lúc đó chúng ta thấy không? Càng những họ đến đây bằng cái mục đích gì đó thì họ thì lại làm càng gì? Càng thành khẩn. Đấy cũng là một cái gì? Gieo duyên. Thực tế là gì? Họ đang được Phật độ, nhưng họ không biết là Phật đang độ họ. Rất hay, rất tốt. Cho nên đấy gọi là dùng đại phương tiện để giáo hóa, để quảng độ chúng sinh là như thế. Và một ngày nào đó duyên đến, tự họ sẽ gì? Biết chắp tay trước Đức Phật mà thành khẩn A-di-đà Phật. Chắp tay trước Đức Quan Âm Bồ Tát mà gì? Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát mà thôi. À. Cho nên ở đây, đó là gì? Đó chính là ý nghĩa của bài kệ số 2. Xong chúng ta bắt đầu niệm gì? Niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và đi về ban chính. Về ban chính rồi chúng ta thấy có bài gì? Bài Tán Lữ Hương. Bài Tán Lữ Hương thì Lữ Hương vừa bén quái pháp thơm lừng, chư Phật hải hội đều xa hay, khắp chốn kết mây lành, lòng thành ân cần, chư Phật
hiện toàn thân Nam Mô Hưng, Nam Mô Văn Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Văn Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Văn Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát đó. Đây là bài Tán Lư Hương. Nói về gì? Nói về nghĩa đen, tức là cái bài Tán Lư Hương bằng trầm đang bốc khói nghi ngút ở trên ban đó. Nhưng nói gì? Về nghĩa bóng, tức là chúng ta dùng 5 món tâm hương, 5 món chân hương, đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương để dâng lên cúng dường Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Đặc biệt dâng lên cúng dường gì? Cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát để Ngài giáng lâm đàn tràng và chứng minh cho Pháp hội được thành tựu viên mãn vậy. Đó gọi là bài Tán Lư Hương. Xong bài Tán Lư Hương thì chúng ta thấy thì vào tiếp tục bài khai thị số 3. Bài khai thị số 3, chúng ta thấy lúc đấy thì chúng các vị hãy thấy là pháp chủ. Vì pháp chủ đứng ở trên cao nhất, hướng xuống đại chúng và cầm nén hương, cầm một nén hương giơ lên trên trán, biểu thị cái sự nhất tâm cung kính đến tột độ của vị pháp chủ và cũng như là của tất cả đại chúng dâng lên cúng dường gì? Cúng dường mười phương Tam Bảo và cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Và đọc là gì? Một nén hương này gốc cuộn ngoài kiếp, nhánh chùm vũ trụ, chẳng nhờ trời đất để sinh thành, há thuộc âm dương mà tạo hóa. Đó. Ở đây ý muốn nói gì? Một cái nén hương này là một nén hương gì? Đấy chính là nén hương gì? Hương lòng vậy. Nén hương lòng ở đây là nén hương gì nhỉ? Tức là cái tâm thanh tịnh vậy. Cái nén hương tâm thanh tịnh tột bậc được biểu hiện qua gì? Qua bằng ngũ phần chân hương là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương vậy. Đem cái vì cái nén hương đó thì đúng là gì? Gốc của nó là tìm mãi không hết rễ. Nhánh của nó gì? Gốc rễ của nó thì tìm mãi không gì? Không hết. Đào không bao giờ gì? Hết. Nhánh của nó thì, tức là nhánh lá của nó thì bao trùm cả vũ trụ. Cho nên cái công đức ấy vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn được. Nó chẳng nhờ vào trời đất để sinh thành, cũng chẳng thuộc vào âm dương tạo hóa mà gì? Mà có mà thành. Cho nên cái nén hương lòng này là nén hương gì? Tốt nhất để chúng ta dâng lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường Quán Thế Bồ Tát. Nén hương lòng này được biểu thị qua năm phần chân hương như tôi nói là giới hương, định hương, giải thoát. Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương đó. Nhưng mà nói ngắn gọn là gì? Nén hương lòng thì thuần tịnh, thuần thiện. Niệm niệm đều là tịnh, niệm niệm đều là thiện để dâng lên cúng dường chư Phật và cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Cho nên nén hương này đem đốt đặt trong lư. Lư ở đây là lư gì? Lư ở đây cũng là lư gì? Hôm qua chúng tôi nói ở trong gì? Tàng thức A Lại Gia thanh tịnh viên mãn của chúng ta. Cái lư này gọi là Phật tính, là tự tính vậy. Đem đốt nó ở trong gì? Trong cái lư hương tự tính, lư vàng tự tính này chuyên dâng lên để cúng dường gì? Thường trụ Tam Bảo và khắp cả vạn linh. Khắp cả vạn linh. Vạn linh tức là gì? Là tất cả các vị thần linh và nhân đến cho các vị sinh linh nhỏ bé. Vì sao lại chư Phật, Bồ Tát, các vị thần linh đã cúng dường đã đành rồi. Nay lại cả nói cả các vị sinh linh nhỏ bé, vạn linh mà. Cả cái sự sinh linh nhỏ bé thế nào? Vì trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên ở đây phẩm phổ môn này là phẩm gì? Phẩm 25 trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là tinh thần của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa được thể hiện rất rõ ở trong này. Cho nên vì vậy mà chúng ta gì? Nhất tâm cúng dường tất cả các loài sinh linh, giống như con trùng, con kiến, con mỏng, con muỗi, chúng ta cũng gì? Cũng dâng để cúng dường họ, vì họ cũng có đầy đủ Phật tính như chúng ta, như mười phương ba đời chư Phật. Cho nên ở trong pháp hội này chúng ta coi họ cũng như là các đức Phật chưa thành vậy.
Rồi mới đến gì? Rồi mới đến dâng cúng, cụ thể là dâng cúng gì? Dâng cúng Thích Ca Văn Phật, tức là cúng Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quán Âm Bồ Tát, Quán Âm ở đây là nói tắt, tức là Quán Âm Bồ Tát. Thế Chí thì là nói, cũng là nói tắt, nói đầy đủ phải nói Thế Chí Bồ Tát. Địa Tạng Đạo Sư, tức là Địa Tạng là bậc gì? Đạo Sư, tức là bậc thầy dẫn dắt chúng sinh ở cõi Nam Thiềm Bộ Châu sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn theo tinh thần của kinh Địa Tạng. Là Địa Tạng chính là bậc đạo sư của chúng ta ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, trong thời mạt pháp này vậy. Thanh Tịnh Hải Chúng, tức là chỉ cho tất cả các vị, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng đã được thanh tịnh, đã được chứng được quả vị gì? Ít nhất từ sơ quả Tu Đà Hoàn trở lên, nhấn đến các vị gì? Thập Địa Đẳng Giác, Diệu Giác Bồ Tát, nhiều như như biển vậy. Hải chúng tức là chúng ấy nhiều như là nước biển vậy, rất là nhiều. Câu tiếp theo là tất cậy chân hương bình đẳng cúng dường. Tất tức là gì? Là tất cả. Tất cả đều nhờ vào gì? Vào cái chân hương ấy, vào cái nén chân hương ấy, tức là nén chân hương gì? Nén chân hương tự tính, nén chân hương lòng thanh tịnh vậy, để dâng lên bình đẳng cúng dường mười phương ba đời chư Phật, nhẫn đến cho tất cả chúng sinh nhỏ bé như con trùng, con kiến, con mỏng, con muỗi vậy, vân vân. Đây chính là bài khai thị số 3. Sau đó thì chúng ta thấy tất cả đại chúng cùng an tọa, đại chúng đồng an tọa và bình tọa tụng gì nhỉ? Tụng Đại Bi, Đại Bi Thập Chú, tụng Đại Bi Thập Chú. Chúng ta thấy bắt đầu tụng Đại Bi Thập Chú. Theo nghi thức thì có thêm tụng Đại Bi Thập Chú. Vì Đại Bi Thập Chú là một bộ Đại Thần Chú mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài về thương tưởng chúng sinh cõi Nam Thiệm Bộ Châu này. Lúc thì hiện ở bên cạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta để giáo hóa độ sinh, trợ pháp cho Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Quán Thế Âm thấy rằng để ở Ấn Độ lúc bấy giờ cũng như các quốc gia có Phật giáo sau này, những người tu theo Phật và những người không tu hoặc chưa tu theo Phật gặp rất nhiều những chướng ngại, gặp rất nhiều những gì, những ma sự. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát vì thương tưởng chúng sinh ở đời lúc bấy giờ và ở đời sau này, cho nên Ngài thuyết ra bộ Đại Thần Chú này, tức là bộ Đại Bi Thập Chú này, mục đích là để khiến cho những ai nghe thấy, tin tưởng, học tập và tin thọ phụng hành, thọ trì đọc tụng bộ Đại Thần Chú này thì sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, công đức vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn hết được. Đó. Cho nên cái lực của người trì chú Đại Bi á là mạnh lắm, rất mạnh. Bộ chú Thần Chú Đại Bi này á dành thông cho cả Phật tử tại gia và Phật tử xuất gia, và những tăng ni xuất gia và những Phật tử tại gia đọc tụng đều được, công đức rất lớn. Thậm chí là không phải người học Phật họ cũng có thể gì, không phải người tu Phật họ cũng có thể trì chú Đại Bi được. Tức là những người không theo đạo Phật, họ theo một cái niềm tin tôn giáo khác, nhưng gì, họ nghe thấy chú Đại Bi, họ muốn học, họ muốn tiêu trừ nghiệp chướng hay muốn làm một cái điều gì đó, thành tựu sở nguyện gì đó, vẫn có thể học chú Đại Bi và trì tụng được. Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài vẫn gì, vẫn dùng cái bi nguyện của mình, cái thần lực của mình, thấy ai đọc tụng thần chú mà Ngài thuyết ra đều được Ngài và mười phương chư Phật quá khứ, hiện tại, thậm chí là các vị Bồ Tát thành Phật ở tương lai cũng hộ trì cho người thọ trì chú Đại Bi. Các Phật tử và tăng ni Phật tử chúng ta muốn biết được cái ý nghĩa của chú Đại Bi để phát khởi tín tâm, các quý vị hãy vào mạng để search về hoặc download về, hoặc bảo các cháu nhà các cụ lớn tuổi thì không search, không download được thì có thể bảo các cháu nhà mình nó vào mạng nó tải cái bài giảng công năng về chú Đại Bi của Hòa Thượng, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Tuyên Hạ Hóa, nói cho chúng ta dễ hiểu là chúng ta vào các cháu nó vào để search cóp cái bài giảng về ý nghĩa về thần chú Đại Bi của Hòa Thượng Tuyên Hóa, gọi là Thượng Tuyên Hạ Hóa thì các vị không hiểu là cái gì cả, thôi thì sám hối Ngài là gì, sám hối Đức Ngài cho chúng con nói thẳng ra như thế cho Phật tử dễ hiểu. Đó là cái bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa, đặc biệt là bài giảng về chú Đại Bi. Tôi thì chưa
đủ trình độ để giảng về chú Đại Bi, cho nên không dám giảng bừa. Ở trên thế gian này, Hòa Thượng Tuyên Hóa là vị đầu tiên giảng chú Đại Bi, giảng rất hay. Có thể hàng nghìn năm về sau, không có ai giảng hay hơn Hòa Thượng Tuyên Hóa về chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm đâu. Chắc chắn đấy. Vì sao? Vì Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên đó, Ngài mới hiểu và giảng rõ được tường tận như thế. Nếu không phải là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm thì cũng phải là gì? Hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Không phải là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí cũng phải là hóa thân của một vị Đại Bồ Tát nào đó đã được thân cận, đồng hành với Bồ Tát Quán Thế Âm và mười phương chư Phật, trong đó có Phật A-di-đà, Phật Thích Ca, thì Ngài mới có thể giảng rõ được ý nghĩa của chú Thủ Lăng Nghiêm và chú Đại Bi hay đến như vậy. Đã, các quý vị, cho nên riêng cái phần chú Đại Bi này chúng tôi xin gì? Xin không được giảng. Vì nói thật ra chúng tôi chưa đủ trình độ để giảng. Giảng kinh Phật, giảng chú của Phật mà sai á là nguy hiểm lắm. Cho nên á, chúng tôi biết là mình tài hèn đức mọn, nghiệp chướng sâu dày. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.